Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 741, cảnh cáo mạng lưới ám sát. Chẳng mấy chốc, Long Lân đã cử người đến biệt thự, sau đó đưa thi thể của bốc đi. Tối ngày hôm sau, ông Viên chủ động hẹn Khương Văn Kỳ tới căn biệt thự ở tạm. Hai người vừa ăn cơm vừa uống rượu, sau khi nói về vài chuyện công ty thì ông Viên mới lên tiếng hỏi, nhiệm vụ tôi giao cho ông hoàn thành thế nào rồi? Khương Văn Kỳ tự tin nói, tôi mời được một sát thủ vô cùng đáng tin, cậu ta có kinh nghiệm phong phú, giao cho cậu ta xử lý tuyệt đối không thành vấn đề. Ông Viên gật đầu nói, ông làm việc tôi vẫn thấy yên tâm. Là bốc hai súng xếp hạng 72 trên bảng xếp hạng sát thủ, không biết ông Viên có nghe nói đến hay chưa, Khương Văn Kỳ cười hỏi. Ông Viên lại lắc đầu. Trong mắt ông ta, những sát thủ này đều là thuộc hạ làm thuê cho mình. Bản thân chỉ cần cho bọn họ tiền là bọn họ sẽ trở thành súng và kiếm của mình, bán mạng cho mình làm việc cho mình, bản thân không cần phải nhớ tên của bọn họ làm gì. Khương Văn Kỳ ngượng ngùng bật cười, rồi uống một ly rượu để bớt lúng túng. Đúng vào lúc này, chuông điện thoại của Khương Văn Kỳ đột nhiên vang lên. Ông ta cúi đầu nhìn thì thấy quản gia của mình gọi tới. Ồ, ông xem này, quản gia của tôi đã gọi điện tới rồi. Chắc chắn là có tin tức tốt muốn báo lại cho chúng ta. Vì muốn khoe khoang thành tích, sau khi Khương Văn Kỳ nhận điện thoại còn bấm cả loa ngoài. Chỉ thấy giọng nói hoang mang của quản gia truyền tới từ trong điện thoại, không hay rồi, kể từ hôm qua đã không nhận được tin tức gì từ bốc nữa, gọi thế nào cũng không trả lời, có thể là hắn đã cầm tiền chạy luôn rồi. Cái gì, không thể nào. Khương Văn Kỳ không nhịn được mà gào lên. Sát thủ là người biết giữ chữ tín nhất. Ông ta đã chuyển cho bốc 250.000 tệ tiền đặt cọc, nhưng không thể ngờ rằng sau khi bốc nhận 250.000 tệ này lại biến mất. Đối với Khương Văn Kỳ mà nói, tin tức này rõ ràng là sấm sét giữa trời quang, ông Viên đang ăn cơm bên cạnh cũng lạnh lùng hừ một tiếng. Đây chính là sát thủ đáng tin mà ông nói sao? Xem ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Ông Viên nói với vẻ không vui. Ông Viên! Ông phải tin tôi, đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi lập tức sẽ tìm kiếm cho ông một sát thủ đáng tin hơn. Khương Văn Kỳ nói rồi lập tức liên hệ cho quản gia của mình. Thời cơ có lợi như vậy mà cũng không có cách nào giải quyết được Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, đúng là lũ vô dụng. Ông Viên chỉ vào Khương Văn Kỳ rồi quát lớn. Khương Văn Kỳ cúi gằm mặt, nói, vâng vâng vâng, tôi là phế vật, tôi khiến cho ông Viên thất vọng rồi, tôi thật sự đáng chết. Khương Văn Kỳ vừa nói vừa tự tát vào mặt hai cái. Ông thật sự là đồ vô dụng, bây giờ ông phát lệnh truy sát cho tôi, treo giải thưởng y như vậy cho kẻ nào lấy được mạng của Tiêu Chính Văn, ông có thể làm tốt được hay không? Trong mắt ông Viên lóe lên một tia sáng nham hiểm. Tôi sẽ đi chuẩn bị luôn. Khương Văn Kỳ chẳng buồn suy nghĩ, lập tức mở máy tính bắt đầu tiến hành đăng tin. Lệnh truy sát. Đó là sát lệnh vô cùng đáng sợ trong bảng xếp hạng sát thủ mạng lưới ngầm, chỉ có giải thưởng đạt tới 10 triệu USD thì mới có tư cách phát lệnh truy sát. Lệnh truy sát này tương đương với một sát lệnh không có chỉ định. Dù là sát thủ nào cũng có thể nhận lệnh truy sát, chỉ cần sau khi truy sát mục tiêu thành công có chụp ảnh hoặc quay video lại làm minh chứng có liên quan là đã có thể nhận được số tiền thưởng này. Mặc dù tốn 10 triệu USD để giết một kẻ bình thường thật sự quá là lãng phí. Thế nhưng bản thân đã thất bại một lần, khiến cho ông Viên thất vọng, nhiệm vụ lần này tuyệt đối không thể thất bại, lệnh truy sát là phương pháp đáng tin cậy nhất. Sau khi lệnh truy sát được công bố, tất cả sát thủ của mạng lưới ngầm đều trở nên sôi sục. 10 triệu USD không phải là một con số nhỏ. Nếu như có thể giành được số tiền này thì có thể không cần làm việc vài năm. Chỉ việc hưởng thụ thỏa thuê mà thôi. Gần như cùng một lúc, hàng trăm cao thủ cùng nhìn vào lệnh truy sát, đồng thời lập ra kế hoạch đi tới Hoa Quốc. Mặc dù số lượng hàng trăm sát thủ thoạt nghe có vẻ rất lớn, thế nhưng bọn họ đều sống tại những nơi khác nhau trên thế giới, đương nhiên không thể kịp đến vào cùng một thời điểm. Mà số chuyến bay tới Hoa Quốc mỗi ngày nhiều như vậy, căn bản không có cách vào điều tra và thống kê được hết. Cùng lúc này, lâu lắm Tiêu Chính Văn mới đăng nhập vào trang web của mạng lưới ám sát, tự nhiên cũng chú ý đến lệnh truy sát nhắm vào mình. Ồ, thú vị đấy. Tài khoản của Tiêu Chính Văn vừa mới đăng nhập vào thì đã nhìn thấy vô số nhà đầu tư gửi tin nhắn cho anh.
Có người muốn anh ra nước ngoài ám sát quan chức cấp cao, có người muốn anh đi ám sát đối thủ cạnh tranh của họ, còn có người muốn anh đi giải quyết ứng cử viên. Có chút tiền như vậy thì rất khó để tôi giúp anh làm việc đấy. Tiêu Chính Văn không nhịn được mà lên tiếng ai oán, sau đó trả lời một câu, không nhận. Chỉ hai câu này thôi cũng đã gây ra một làn sóng lớn trên diễn đàn sát thủ của mạng lưới ngầm. Bọn họ biết rằng Kim Sắc Long Vương của mạng lưới ám sát đã trở lại rồi. Mấy người xem, Kim Sắc Long Vương trả lời tin nhắn của tôi rồi, đây chính là tài khoản của anh ấy. Anh ấy thật sự trở lại rồi sao? Ít nhất đã 2 năm rồi tôi không nhìn thấy anh ấy đăng nhập. Số tiền thưởng mà anh ấy giành được đã lên đến hàng tỷ rồi, hơn nữa toàn bộ đều do một mình anh ấy lấy được, anh ấy là một vị vua hoàn toàn xứng đáng. Một người nào đó đã đăng lên diễn đàn rằng Tiêu Chính Văn đã trả lời vấn đề của mình, hơn nữa còn vào hôm nay. Ngay lập tức, tất cả người trên diễn đàn đều trở nên kích động, đồng loạt gửi tin nhắn cho Tiêu Chính Văn, hy vọng Tiêu Chính Văn có thể trả lời bọn họ, dù chỉ là một ký hiệu thôi cũng được. Kim Sắc Long Vương, tôi là fan cuồng của anh, tôi đã tự đặt cho mình một biệt hiệu là Tiểu Long Nhân, hy vọng mình có thể hùng mạnh giống như anh. Hừ, tôi cảm thấy anh chỉ là rác rưởi, ẩn nấp bao nhiêu năm nay là bởi vì bị người ta truy sát có đúng không? Nếu như tôi có thể gia nhập cái nghề này sớm hơn vài năm thì tuyệt đối sẽ ưu tú hơn anh. Trong số đó có người tỏ ra kính nể, cũng có người lại khiêu khích. Dù là loại người nào thì Tiêu Chính Văn cũng không thèm để ý. Anh chỉ mở diễn đàn để đăng một bài lên trên đó, ngoài ra còn lập ra một nhóm thảo luận. Nội dung thảo luận chỉ có một, chính là hành động truy sát theo lệnh truy sát. Tôi biết rất nhiều người ở đây đều muốn đoạt lấy tính mạng của mục tiêu này, thế nhưng tôi buộc phải cảnh cáo mấy người rằng đừng thử xâm nhập vào Hoa Quốc, càng đừng thử đến truy sát tôi, nếu không thì Hoa Quốc sẽ trở thành nơi chôn thân của đám lính đánh thuê và sát thủ mấy người. Sau khi bài đăng được tung lên trên mạng lưới ám sát, Tiêu Chính Văn lại đăng xuất khỏi máy tính. Anh không quan tâm tới những chuyện tiếp theo nữa, mà giao lại hết cho Long Lân xử lý. Sau khi bài đăng này được đưa lên, 3 mạng lưới ám sát đều bùng nổ. Trời đất, không hổ là Kim Sắc Long Vương mà tôi sùng bái. Vừa cục cằn vừa đơn giản, đây mới là nghệ thuật của sát thủ. Hừ, tôi thấy chẳng qua chỉ là giả thần giả quỷ mà thôi. Anh ta biến mất mấy năm, nhất định đã bị trọng thương. Tôi phải đến Hoa Quốc truy giết anh ta, trở thành sát thủ số 1 của bảng xếp hạng sát thủ. Anh muốn chết thì cứ việc đi đi, nhớ là phải livestream đấy nhé. Trong nháy mắt, cả mạng lưới ám sát đều biến động bất ngờ. Mà bên phía này, sắc mặt Khương Văn Kỳ lại vô cùng khó coi. Ông ta nhìn về phía ông Viên đang uống trà, nói, ông Viên, không có bất cứ sát thủ nào dám nhận lệnh truy sát của chúng ta, chuyện này rốt cuộc là sao vậy chứ? Ông Viên nghe vậy thì trầm mặc một lúc, thở dài một hơi, nói, bỏ đi, thu hồi lệnh truy sát. Xem ra tên Tiêu Chính Văn này còn lớn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Thân phận của cậu ta có lẽ không chỉ đơn giản là chủ soái Bắc Lương thôi đâu. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Khương Văn Kỳ sốt ruột hỏi. Ông Viên cau mày, nói, không cần vội vàng, nhà họ Viên tôi đang âm mưu bố trí một phi vụ lớn, đủ để khiến cho Tiêu Chính Văn trở thành tội nhân của Hoa Quốc, trở thành đối tượng bị người chỉ trách. Cộp, dứt lời, ông Viên đặt mạnh tách trà trong tay xuống mặt bàn. Chương 742, thực lực có tiến bộ. Sau khi Tiêu Chính Văn quay về Tu Hà, những ngày này vẫn đang luôn nghiên cứu nội dung mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục, anh đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Sau đó lại tập luyện những chiêu thức tâm pháp và võ thuật ám sát đã thất truyền nhiều lần. Chỉ có mấy ngày ngắn ngủi cảm nhận và luyện tập, Tiêu Chính Văn đã cảm thấy thực lực của mình lại tiến bộ. Vì thế, anh tìm Long Lân để so tài. Long Vương, vậy thì tôi sẽ không khách khí nữa. Long Lân đứng trong sân cỏ của biệt thự, sắc mặt cực kỳ kích động và hưng phấn. Bọn họ cực kỳ sùng bái Tiêu Chính Văn, cũng rất muốn so tài với Tiêu Chính Văn. Muốn xem mình còn thiếu sót chỗ nào. Hôm nay, có cơ hội đánh nhau với Tiêu Chính Văn, Long Lân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vừa dứt lời, Long Lân liền lao về phía Tiêu Chính Văn, tung ra một đòn mạnh mẽ tấn công vào mặt Tiêu Chính Văn. Cú đấm này đã dùng toàn bộ sức mạnh, động tác cũng cực kỳ nhanh,
cho dù đối phương có là cường giả chiến thần hoặc vừa đạt cấp cường giả chủ soái thì cũng sẽ bị đánh tan tác. Dù sao thì Long Lân cũng là cường giả chủ soái 3 sao. Nhưng, trong ánh mắt kinh ngạc của Long Lân thì Tiêu Chính Văn không động đậy, chỉ hờ hững giơ tay, giữ chặt cổ tay anh ta, sau đó mượn lực đạp xuống đất vừa kéo vừa đẩy, dầm một tiếng, Long Lân đã bị nhấc bổng lên trời rồi cả người nhanh chóng bay ngược về phía sau. Dầm, Long Lân ngã dưới đất, lại vội vàng bò dậy, xoa cổ tay của mình rồi cau mày hỏi Tiêu Chính Văn, Long Vương, chiêu vừa rồi của anh là gì thế? Từ trước tới giờ chưa nhìn thấy, sao ban nãy tôi lại bị bay ra vậy? Lúc này Long Lân rất hoài nghi. Bây giờ anh ta vẫn chưa ý thức được sao bản thân lại bị bay ra ngoài. Cho dù Tiêu Chính Văn đạt đến cảnh giới 6 sao thì Long Lân vẫn tự tin so tài được. Nhưng chiêu thức vừa nãy anh ta chưa từng thấy, thậm chí anh ta còn không nhìn rõ Tiêu Chính Văn ra tay thế nào. Tiêu Chính Văn cũng cúi đầu nhìn tay mình, cười nhạt nói, các cụ nói cấm có sai, Thiên Sơn Thư Lục này đúng là sách quý. Chiêu này có tên là Bát Phân Thôi Nguyệt, quả nhiên lợi hại. Dứt lời, Tiêu Chính Văn vẫy tay với Long Lân nói, tiếp đi, dùng tất cả sức mạnh của cậu để tấn công tôi. Long Lân cau mày, nghĩ ngợi rồi đồng ý, được. Vậy thuộc hạ không khách khí nữa. Đột nhiên, trên người Long Lân toát ra sát khí vô cùng mạnh mẽ. Khí thế của chủ soái 3 sao trong phút chốc đã bao phủ toàn biệt thự. Dầm, Long Lân lại xông lên lần nữa, lần này, anh ta đồng thời ra nắm đấm và cú đá nhắm chuẩn vào Tiêu Chính Văn, chân đạp thẳng vào đầu của Tiêu Chính Văn. Góc độ của chiêu này rất xảo quyệt, sức mạnh cũng rất lớn. Nếu không cẩn thận thì rất có khả năng sẽ bị cước này đá bay. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn đứng tại chỗ, không hề động đậy, mắt nhắm nghiền, trong lòng đang suy nghĩ về tâm pháp của Thiên Sơn Thư Lục. Đột nhiên, Tiêu Chính Văn cảm nhận được có luồng không khí đang di chuyển trước mắt, còn nghe thấy được tiếng gió đang lướt qua bên tai. Thậm chí, cả tiếng gió làm lay động cây cỏ trong biệt thự này đều kích thích tới giác quan thứ 6 của Tiêu Chính Văn. Gần như một giây sau, Tiêu Chính Văn đã hành động. Anh nhấc tay tóm chặt lấy mắt cá chân của Long Lân, sau đó tiện đà quật ngã Long Lân xuống đất. Long Lân vội vàng nói, không đánh nữa, không đánh nữa. Căn bản là không có cách nào đánh cả. Long Vương, bây giờ thực lực của anh rốt cuộc là thế nào? Sao tôi cảm thấy chẳng giống 6 sao gì cả? Lúc này Tiêu Chính Văn mở to mắt, nhìn Long Lân bò dậy từ dưới đất lên, cười nói, tôi cũng không biết. Chắc vẫn là 6 sao thôi. Nhưng Thiên Sơn Thư Lục đã giúp tôi rất nhiều, những võ thuật ám sát và tâm pháp được ghi trên đó chưa từng được nghe nói đến. Vừa nãy tôi đã áp dụng thuật suy nghĩ tâm pháp của nó để có thể cảm nhận được mọi động tĩnh trong cả biệt thự này. Tiêu Chính Văn rất kích động. Tâm pháp này quá lợi hại. Đây chẳng phải là dùng tinh thần để cảm nhận trong truyền thuyết sao? Thực ra cảm nhận tinh thần của con người là rất mạnh. Chỉ có những người không hiểu cách sử dụng nó, lâu dần sẽ không biết dùng. Nhưng có những người trải qua luyện tập và mở mang một cách có hệ thống và chuyên nghiệp thì sẽ có một giác quan thứ 6 vô cùng lớn mạnh. Ví dụ như, những cao thủ võ thuật và sát thủ, có thể cảm nhận được mối nguy hiểm đang tới gần. Cho dù là người bình thường thì cũng có lúc sẽ đột nhiên phát giác được chuyện nguy hiểm hoặc ngoài ý muốn. Do chuyện đã đuổi kịp tốc độ của tác giả nên từ nay số lượng chương mỗi ngày sẽ giảm. Tùy vào tốc độ viết của tác giả, mong các bạn độc giả thông cảm. Chương 743, Hỏa hoạn. Tiêu Chính Văn cảm thấy, bây giờ giác quan thứ 6 của anh có lẽ đã mạnh hơn nhiều người. Khoảnh khắc anh nhắm mắt, động tĩnh của cả biệt thự đều nằm trong giác quan của anh. Đây là trạng thái kỳ lạ, Tiêu Chính Văn cũng không giải thích được rõ. Xem ra, chỉ có đợi sau khi tìm được ông nội, hỏi ông về cuốn sách Thiên Sơn Thư Lục thì mới biết được. Tiếp theo, Tiêu Chính Văn tiếp tục cảm nhận nội dung của mảnh giấy cũ. Long Lân đi ra ngoài một chuyến, sau đó lại quay trở về biệt thự, mặt mày nghiêm trọng nói với Tiêu Chính Văn, Long Vương. Vừa điều tra được, sát thủ ra tay với anh vài ngày trước là do Khương Văn Kỳ và Viên Văn Sinh sắp xếp. Khương Văn Kỳ và Viên Văn Sinh. Tiêu Chính Văn nghe thấy cái tên này, nhướng mày gập mảnh giấy cũ lại. Sau đó, anh cười khẩy nói, được lắm nhà họ Viên. Dám cấu kết với nhà họ Khương, muốn mượn danh nghĩa nhà họ Khương để đối phó với tôi. Vậy Long Vương, chúng ta sẽ xử lý thế nào?
Có cần bắt đám người Khương Văn Kỳ tới đây không? Long Lân hỏi. Tiêu Chính Văn cau chặt mày, nói, không vội, yên lặng quan sát sự thay đổi, tôi muốn nhìn xem Khương Văn Kỳ và Viên Văn Sinh này còn muốn gây ra sóng gió gì. Dứt lời, Tiêu Chính Văn rời khỏi biệt thự, tới thẳng công ty Nana. Gần đây, công ty đang xử lý các khâu hoàn thiện, kế hoạch ban đầu là di rời khỏi Tu Hà để tới Dược Đô, Giang Trung. Vợ ơi, vẫn chưa xong việc à? Tiêu Chính Văn bước vào văn phòng tổng giám đốc, thấy Khương Vi Nhan đang bận rộn. Vâng, vẫn còn vài dự án đang giải quyết nốt. Lúc này Khương Vi Nhan đang xem tài liệu, đầu cũng không ngẩng lên mà trả lời. Tiêu Chính Văn đến bên cạnh cô, liếc mắt nhìn tài liệu, sau đó giơ tay nhẹ nhàng khoác vai Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan vô thức ngả người về phía sau, khẽ khịt mũi, thở phào nhẹ nhõm hỏi, sao anh lại tới đây? Tiêu Chính Văn cười nói, không có việc gì làm, tới chơi với em. Khương Vi Nhan mỉm cười, vừa nghĩ tới gì đó, trợ lý Tô Tĩnh mặc váy ngắn màu đen đi cao gót tiến vào. Thấy Tiêu Chính Văn cũng ở đây, cô ấy cũng cười rồi cúi người gật đầu nói, chào anh Tiêu. Tiêu Chính Văn mỉm cười. Sau đó, Tô Tĩnh đưa tập tài liệu cho Khương Vi Nhan nói, xếp Khương, đây là những tập tài liệu cần xử lý xong trong ngày hôm nay. Khương Vi Nhan thấy tập tài liệu chồng chất như núi trước mặt, liền cảm thấy đau đầu. Tiêu Chính Văn cũng rất đau lòng nói, để cấp dưới xử lý đi, em như thế này thì rất mệt. Khương Vi Nhan với tay lấy tập tài liệu, lắc đầu nói, không được, những tài liệu này rất quan trọng, em bắt buộc phải đích thân làm. Nói xong, cô nghiêng người, bắt lấy tay Tiêu Chính Văn nói, được rồi, nếu anh không có việc gì thì xuống dưới đi vài vòng, hoặc là đưa Nana đi dạo. Hôm nay chắc em phải tăng ca rồi. Tiêu Chính Văn nghĩ ngợi rồi gật đầu, được. Dứt lời, Tiêu Chính Văn rời khỏi công ty quay về nhà đón Nana tới khu vui chơi gần nhà dạo một vòng. Trời nhá nhem tối, Tiêu Chính Văn ôm Nana hỏi, Nana, nhớ mẹ không? Nana chớp đôi mắt to gật đầu, nhớ ạ. Được, bố đưa con đi gặp mẹ. Nói xong, Tiêu Chính Văn liền ôm Nana bắt xe tới tòa nhà công ty Nana. Nhưng gần tới nơi, làn xe đã bị ngăn lại. Có mấy chiếc xe cứu hỏa bật còi inh ỏi chạy ngang qua Tiêu Chính Văn. Tất cả đều rất bận rộn vội vã. Hơn nữa, nơi xa đó, ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên tận trời cao. Tiêu Chính Văn run rẩy trong lòng, xuống xe, ôm lấy Nana chạy lên phía trước vài bước, nhưng nhân viên cứu hỏa đã lớn tiếng nói, anh gì kia? Không được đi vào, nơi này rất nguy hiểm. Tòa nhà trước mặt đã cháy rất lớn, mời anh mau chóng đi ra khu vực an toàn. Cháy cực kỳ lớn. Tiêu Chính Văn lập tức hốt hoảng trong lòng, liền thấy một nhân viên chạy ra từ trong đám lửa, khóc nháo hoảng sợ ngã xuống đất. Tô Tĩnh, Tô Tĩnh, Tiêu Chính Văn thấy Tô Tĩnh toàn là cho bụi lúc này đang ngã ngồi dưới đất khóc lớn. Anh Tiêu, hu hu hu, anh mau cứu xếp Khương đi, cô ấy vẫn còn bên trong, vẫn còn trên tầng, Tô Tĩnh kêu lên. Sắc mặt vô cùng lo lắng và hoảng sợ. Trong lòng Tiêu Chính Văn đột nhiên run rẩy, ngẩng đầu phát hiện công ty Nana đang ở trên tầng cao của tòa nhà lúc này đang chìm đắm trong ngọn lửa. Ngọn lửa bừng bừng như một con rồng lửa bao trùm trời cao. Khói bay mịt mù, cuồn cuộn như đám mây đen kịt. Vi Nhan! Gần như trong khoảnh khắc, Tiêu Chính Văn hét lên, anh đưa Nana cho Tô Tĩnh rồi xông vào trong ngọn lửa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 744, hôn mê bất tỉnh. Khoảnh khắc chạy vào tòa nhà, trước mặt Tiêu Chính Văn đều là đám đông bịt mũi đang ôm bụng chạy ra ngoài, ai nấy cũng hét lên thảng thốt, mặt mày toàn là khói bụi và sự hoảng loạn. Tiêu Chính Văn cứ thế chạy thẳng vào trong, chen vào trong đám đông, đi lên tầng cao nhất bằng cầu thang thoát hiểm. Cả tòa nhà đều bị bao trùm bởi khói lửa mịt mù và ngọn lửa đáng sợ. Cuối cùng Tiêu Chính Văn chạy đến tầng của công ty Nana, cả tầng lầu đều bốc cháy dữ dội. Trước mặt bị bao trùm bởi khói đen mịt mù và ánh lửa ngút trời. Lửa nóng hừng hực đáng sợ. Tiêu Chính Văn làm ướt người trước, rồi dùng vải ướt bịt mũi và miệng mình lại, sau đó lao vào trong ngọn lửa để đến chỗ công ty Nana. Rầm, anh nhấc chân đạp của cánh cửa phòng đang đóng trong văn phòng Khương Vi Nhan, cánh cửa bật ra, sau đó ngọn lửa lớn ập về phía anh. Không khí nóng hầm hập làm Tiêu Chính Văn lùi về sau vài mét, đụng mạnh vào cái ghế làm việc ở một bên.
nhưng Tiêu Chính Văn không hề quan tâm đến cơn đau ở lưng và vết máu bị đụng trúng đó mà chạy thẳng vào văn phòng. Vi Nhan, Vi Nhan! Tiêu Chính Văn gào lên, vì trong phòng đều là khói và lửa nên tầm nhìn bị hạn hẹp, trong khoảng 2-3 mét, anh hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Khương Vi Nhan đâu cả. Cô ấy không ở trong văn phòng. Cô ấy ở đâu? Giờ phút này, Tiêu Chính Văn vô cùng sốt ruột, anh nhanh chóng ra khỏi văn phòng, tìm hết các văn phòng của công ty Nana. Cuối cùng Tiêu Chính Văn đến căn phòng như nhà kho, anh muốn đẩy cửa ra nhưng làm thế nào cũng không mở ra được. Anh nhíu mày, xoay người lại, sau đó nhấc chân lên đạp vào cánh cửa hoàn toàn vỡ nát. Ánh lửa đột ngột ập đến, Tiêu Chính Văn giơ tay lên để che không khí nóng bức, sau đó anh nhìn thấy Khương Vi Nhan ngã sóng xoài trên mặt đất. Vợ ơi, Tiêu Chính Văn khàn giọng kêu, sau đó chạy đến đỡ Khương Vi Nhan dậy mới nhận ra cô đã hôn mê bất tỉnh. Anh giơ tay lên sờ thì phát hiện sau gáy của Khương Vi Nhan có vết máu, rõ ràng là bị ai đó đánh bất tỉnh nhân sự. Đồng thời Tiêu Chính Văn thấy trên cổ thanh tú của Khương Vi Nhan có vết kim tiêm. Cô bị người khác tiêm vào người một loại thuốc nào đó. Khoảnh khắc này, ngọn lửa giận trong anh cũng bùng cháy. Cơn giận của anh có thể sánh với ngọn lửa cháy ngút trời của cả tòa nhà này. Dường như ngay lúc đó ngọn lửa đang thiêu đốt tòa nhà cũng bị cơn giận của Tiêu Chính Văn đè ép xuống. Lúc này dường như ngọn lửa ngút trời kia hóa thành một con rồng lửa, phát ra tiếng gầm thét chấn động cả bầu trời. Mà ngọn lửa này là do con người tạo ra. Có người muốn hại Khương Vi Nhan, muốn cô chết trong biển lửa. Hiểu rõ điều này, đôi mắt Tiêu Chính Văn đằng đằng sát khí. Vợ à, em tỉnh lại đi. Tiêu Chính Văn thử gọi Khương Vi Nhan nhưng không có tác dụng gì. Không thể đợi thêm nữa, anh ôm lấy Khương Vi Nhan chạy ra khỏi biển lửa. Nhưng vừa chạy đến cửa, trần nhà rơi xuống, chặn cả đường chạy thoát của Tiêu Chính Văn. Cùng lúc đó, cách một biển lửa, Tiêu Chính Văn nhìn thấy một bóng người ở phía đối diện. Bóng người đó mặc bộ đồ màu đen, đeo mặt nạ đen, ánh mắt khát máu nhìn chằm chằm hai người, cùng lúc làm động tác cứa cổ. Vua Bắc Lương, biển lửa hôm nay chính là lò hỏa táng mà tôi thiết kế cho hai vợ chồng anh, hy vọng rằng anh sẽ thích. Chỉ để lại một câu như vậy, bóng đen đó lập tức biến mất trước mắt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhíu chặt mày, anh nhìn biển lửa trước mặt, rồi nhanh chóng lùi vào trong công ty. Sau đó anh chạy vào phòng chứa đồ, đổ hết mấy xô nước còn lại lên người anh và Khương Vi Nhan. Tiếp theo, anh ôm Khương Vi Nhan lên xoay người đối diện với cửa kính sát đất trước mặt. Ngay lúc đó, anh không hề do dự gì mà nhanh chóng lao đến cửa kính sát đất. Choang, Khương Vi Nhan đang hôn mê trong lòng anh đập người vào cửa kính cực lớn, nhảy xuống từ tầng 7, tầng 8 của tòa nhà. Lúc đó, ở bên ngoài, mọi người vây xem và đám đông tán loạn, cũng như lính cứu hỏa đang dập lửa đều bị giật mình bởi tiếng vang khá lớn trên đỉnh đầu. Họ ngước mắt lên thì thấy một bóng người đang ôm một người lao ra từ cửa kính, sau đó nhảy từ tầng 7, tầng 8 xuống. Lúc đó, những mảnh thủy tinh vỡ nát lấp lánh nhiều màu sắc dưới ánh sáng chói lọi của mặt trời. Ngay lúc bức tường thủy tinh bị vỡ, vì luồng không khí nên phía sau bóng người đó như có một con rồng lửa đuổi theo họ lao ra ngoài. Tiêu Chính Văn ôm Khương Vi Nhan cứ thế nhảy từ trên tầng cao của tòa nhà xuống trong ánh mắt ngước nhìn của mọi người. Ngay lúc đó, mọi người đều che miệng thét lên. Bọn họ sợ hãi, đều thót cả tim. Người bình thường nếu nhảy xuống từ độ cao này chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Cũng trong giây phút đó, Tiêu Chính Văn ôm Khương Vi Nhan đáp xuống đất. Nhưng ngay lúc đó, hai chân Tiêu Chính Văn đứng vững, cả mặt đất đều bị nứt toác bởi lực tác động cực lớn. Soạt, mọi người đều hít hà một hơi. Vì Tiêu Chính Văn hoàn toàn không bị thương gì mà đứng vững vàng trên mặt đất, ôm Khương Vi Nhan đang hôn mê vào lòng, cả người toát ra sát ý ngùn ngụt như tu la giữa nhân gian. Lúc nhảy xuống, Tiêu Chính Văn thầm nhớ đến một tâm pháp và một môn võ thuật bị thất truyền trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục, mượn lực đến phản kích, lúc này anh đã giải tỏa được phần lớn sức do va chạm của đôi chân. Một nhóm lính cứu hỏa và nhân viên y tế lập tức chạy đến. Nửa tiếng sau, Bệnh viện Nhân dân Tu Hà, rất nhiều người vây xung quanh cửa phòng bệnh. Có Chủ tịch thành phố Tu Hà Tô Khởi Minh, Tổng tư lệnh của Tổng cục chấp pháp Tống Hậu Lượng, người giàu nhất Tu Hà Lý Trường Thắng và các quan chức lớn nhỏ.
Lúc này họ đều đang chờ trên hành lang dài với vẻ mặt lo lắng. Trong phòng bệnh, Tiêu Chính Văn ngồi bên cạnh giường Khương Vi Nhan, một tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn lạnh như băng của cô. Lúc này sát khí trên người Tiêu Chính Văn ngùn ngụt nhưng vẫn đang kìm nén. Trong mắt anh cũng hiện lên cơn giận cực điểm. Trên giường bệnh, Khương Vi Nhan đang truyền nước, mặt và cổ đều quấn băng, sắc mặt tiều tụy, tái nhợt, vẫn hôn mê chưa tỉnh. Bác sĩ đứng một bên run rẩy nói, chủ soái Tiêu, sức khỏe cô ấy không có vấn đề gì lớn, chỉ là hình như trước như hôn mê bị tiêm chất gì đó không rõ nên đến giờ cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Dứt lời, bác sĩ cầm giấy xét nghiệm, đẩy mắt kính lên nói, theo kết quả xét nghiệm, chúng tôi chưa từng thấy loại thuốc này, lần đầu tiên thấy thành phần của nó. Chúng tôi đã báo lên với viện trưởng, kết quả của bên đó cũng là lần đầu thấy loại thuốc có thành phần này, có thể cô ấy vẫn sẽ tiếp tục hôn mê. Nói đến cuối, bác sĩ không kìm được run rẩy. Vì ngay lúc đó trong cả phòng bệnh đều bị bao trùm bởi sát khí trên người Tiêu Chính Văn. Cạch, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Long Lân nghiêm mặt bước vào nhìn Khương Vi Nhan hôn mê trên giường bệnh. Rồi nói với Tiêu Chính Văn, đã tìm được camera giám sát. Là do người làm, cũng đã bắt được hắn, đang ở trong phòng thẩm vấn của quân khu. Chương 745, cho mày chết toàn thây. Chỉ một câu nói lại khiến không khí trong phòng bệnh hạ thấp xuống cực điểm. Tiêu Chính Văn giơ tay, vuốt ve gương mặt mềm mại của Khương Vi Nhan, sau đó đứng dậy, quay người nói với Long Lân. Điều động 1.000 binh lính Bắc Lương từ sở chỉ huy quân đội đến canh giữ bệnh viện cho tốt. Vâng, Long Lân đáp lời. Sau đó, Tiêu Chính Văn bước ra khỏi phòng bệnh. Lúc này trong hành lang, gần như một nửa quan chức cấp cao và người giàu có Tu Hà đều đang lo lắng đứng trước cửa. Chủ soái Tiêu, phu nhân không sao chứ? Tô Khởi Minh là người đầu tiên xông tới, hỏi với vẻ lo lắng tột độ. Sau lưng. Mấy người Lý Trường Thắng và Tống Hậu Lượng cũng bước nhanh tới hỏi, chủ soái Tiêu, tình hình thế nào rồi? Anh Tiêu, anh cần Tống Hậu Lượng tôi làm gì thì cứ ra lệnh, dù có phải thiết quân lập toàn thành cũng không thành vấn đề. Tiêu Chính Văn nhìn nhóm người trước mắt, bình tĩnh lên tiếng, vợ tôi không sao, tạm thời chỉ đang hôn mê thôi, mấy người trở về đi, có chuyện gì thì tôi sẽ thông báo cho mấy người biết. Nói xong, Tiêu Chính Văn bước qua đám người. Đi đến cửa chính bệnh viện, bước lên chiếc xe jeep quân dụng đã đợi sẵn từ lâu. Long Nhất ngồi trên ghế lái, nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Long Lân lên xe liền nhấn ga lao đi. Trong nháy mắt, chiếc xe jeep quân dụng giống như con ngựa hoang tháo bỏ dây cương, gào thét lao đi, biến mất trong tầm mắt của mọi người. Trước cửa bệnh viện, sắc mặt Tô Khởi Minh u ám, hỏi Tống Hậu Lượng đang đứng bên cạnh mình, Tổng Tư lệnh Tống, tra ra được gì chưa? Tống Hậu Lương lắc đầu nói, chủ tịch Tô, không tra ra, chuyện này đã được sở chỉ huy quân đội tiếp quản hoàn toàn rồi. Theo như tôi thấy, chủ soái Tiêu có lẽ đã tra ra rồi, chắc hẳn anh ấy đang tự mình đi xử lý. Tô Khởi Minh nhướng mày, nhìn sang Lý Trường Thắng, hỏi tỷ phú Lý, anh thấy sao? Sắc mặt Lý Trường Thắng tối sầm lại, nói chủ tịch Tô, nếu như chủ soái Tiêu đã không muốn chúng ta nhúng tay vào thì chúng ta cứ yên lặng chờ đợi thôi. Tôi có một loại trực giác, chuyện lần này e rằng không đơn giản như thế. Rất có thể nó có liên quan đến phạm vi mà Tô Khởi Minh anh cũng không có cách nào động đến được. Thậm chí, ngay cả chủ soái Tiêu cũng có thể gặp phải lực cản rất lớn. Nghe đến đây, Tô Khởi Minh cau mày, hỏi tỷ phú Lý, ý anh là sao vậy? Lý Trường Thắng nhìn về bóng chiếc xe jeep đã đi xa, nói chỉ là một loại cảm giác của tôi thôi. Dứt lời. Ông ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nói, bầu trời của Hoa Quốc có thể sắp thay đổi rồi. Nghe vậy, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, đa số đều không hiểu câu Lý Trường Thắng vừa nói là có ý gì. Thế nhưng, hai người có tâm tư nhạy bén như Tô Khởi Minh và Tống Hậu Lượng liền nghĩ ngay tới điều gì đó, gương mặt ngập tràn vẻ run sợ rồi đưa mắt nhìn nhau. Gần như một giây sau, Tô Khởi Minh liền lạnh lùng ra lệnh, Tống Hậu Lượng. Cậu lập tức điều động người đến bệnh viện canh giữ, ngoài ra cũng phải bảo vệ hiện trường cho tốt, không có mệnh lệnh của tôi, ngoài người của chủ soái Tiêu ra thì bất cứ ai cũng không được vào hiện trường, không được phá hỏng bằng chứng tại hiện trường. Vâng, thưa chủ tịch Tô, Tống Hậu Lượng nhận lệnh, lập tức xoay người đi sắp xếp. Mà bên này, mấy người Tiêu Chính Văn đã đến được sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Dầm,
Tiêu Chính Văn đá văng cửa xe, nhảy xuống rồi bước nhanh về phía phòng thẩm vấn. Rầm, cửa phòng thẩm vấn bị Tiêu Chính Văn giơ chân đá tung ra, anh lập tức nhìn thấy một gã đàn ông đang ngẩng mặt cười khẩy và nhìn vào mình chằm chằm. Rầm, gần như trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn xông vào phòng, đá bay gã đàn ông đó ra xa vài mét, đập lên trên tường kêu rầm một tiếng, cả bức tường nứt toác trong chốc lát. Gã đàn ông đó lăn lộn trên mặt đất, nôn ra một ngụm máu tươi, phát ra tiếng cười lạnh lùng trầm thấp, khó khăn muốn bỏ từ trên mặt đất lên. Thế nhưng, trong nháy mắt, thân hình giống như thần chết của Tiêu Chính Văn đã xuất hiện trước mặt hắn, tóm lấy cổ áo của hắn rồi nhấc bổng lên. Ngay tức thì, gã đàn ông đó cảm thấy hít thở khó khăn, mặt đỏ bừng, miệng không ngừng rỉ máu. Nhưng hai tay hắn đang mang còng tay nên không có cách nào vùng vẫy. Mày buông tao ra. Gã đàn ông khó khăn gào lên. Khoảnh khắc đó, hắn gần như cảm thấy bản thân sắp tắt thở đến nơi rồi. Nói, ai sai bảo mày, người đứng sau mày là ai? Tiêu Chính Văn phẫn nộ gào lên, trong mắt ngùn ngụt lửa giận, giống như muốn thiêu rụi cả phòng thẩm vấn. Ha ha, gã đàn ông đó cười gằn, nói tao sẽ không nói đâu, dù mày có giết tao thì cũng không thể nào biết được, vợ mày sẽ trở thành người thực vật cả đời này. Ha ha, trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn nhướng mày, lạnh lùng nói, mày muốn chết à? Rầm, một giây sau, anh ném thẳng gã đàn ông đó lên trên tường. Cả bức tường liền vỡ nát, gã đàn ông đó cũng dính chặt lên tường. Khụ, hắn ho ra một ngụm máu tươi, vẫn lạnh lùng cười thâm độc như cũ, nhìn Tiêu Chính Văn đang phẫn nộ trước mặt, nói, đúng. Mày càng phẫn nộ thì tao lại càng vui, có thể khiến cho vua Bắc Lương phẫn nộ như thế. Dù tao có chết thì cũng đáng. Ha ha ha, ha 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 ha. Nhìn gã đàn ông trước mắt đang cười như điên, đáy mắt Tiêu Chính Văn lóe lên một tia sáng rét lạnh, đột nhiên nới lỏng tay, gã đàn ông cũng thuận thế ngã sóng xoài. Sau đó, Tiêu Chính Văn cúi đầu nhìn gã đàn ông đang nằm dưới đất, nói, xem ra mày không chịu phối hợp rồi. Gã đàn ông đó lảo đảo muốn bỏ dậy, cười khẩy nói, vô dụng thôi, vua Bắc Lương. Dù cho mày có giết tao thì tao cũng sẽ không nói. Vậy sao, thế thì để tao chơi một trò chơi. Tiêu Chính Văn nói, chỉ một câu thôi cũng khiến cho nhiệt độ trong phòng hạ thấp xuống cực điểm, lạnh tới mức dọa người, quá đáng sợ. Khoảnh khắc đó, gã đàn ông kia cũng cảm nhận được sát khí và sự lạnh lùng như núi như biển trên người Tiêu Chính Văn. Ngay lập tức, hắn cảm thấy bản thân giống như đang bị thần chết nhìn chằm chằm, cả người run lên lẩy bẩy. Ngay cả linh hồn cũng bắt đầu run rẩy. Mày muốn làm gì? Gã đàn ông đó cuối cùng vẫn không thể chống đỡ được sát khí trên người Tiêu Chính Văn, không nhịn được mà run cầm cập rồi lùi về sau vài bước. Tiêu Chính Văn giơ chân lên đá văng gã đàn ông đó đi, hắn lại nặng nề đập lên tường lần nữa, sau đó ngã xuống đất, đồng thời anh cũng lạnh lùng lên tiếng, tao sẽ bắt mày phải mở miệng. Gã đàn ông đó vừa định bò lên, Tiêu Chính Văn đã bước nhanh tới trước mặt hắn. Đôi giày da liền giẫm mạnh lên trên cánh tay mà hắn đang dùng để chống lên mặt đất. Rắc, gần như chỉ trong nháy mắt, gã đàn ông đó liền kêu gào thảm thiết. Bởi vì, năm ngón tay và cả cánh tay của hắn đều đã bị giẫm nát, máu thịt lẫn lộn. Cơn đau đớn kịch liệt khiến hắn ngã trên mặt đất, ôm lấy cánh tay phải bê bết máu thịt, đau tới mức lăn lộn trên đất mà kêu gào. Cơ hội chỉ tới một lần, trân trọng cho tốt, rồi tao sẽ cho mày được toàn thây. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, gương mặt giống như tu la. Mơ đi, tao sẽ không nói đâu, gã đàn ông đó gào lên. Một giây sau, rắc một tiếng, Tiêu Chính Văn giơ chân đạp lên xương bánh chè chân phải của hắn. Ngay lập tức, xương bánh chè chân phải của gã đàn ông đó bị đạp gãy vụn, máu me bê bết loang khắp mặt đất, từng khúc xương trắng đâm thẳng qua máu thịt của hắn ta. A a a, mày là ma quỷ, mày là ác quỷ. Gã đàn ông đó không thể chống đỡ nổi nữa, gào lên thảm thiết. Ánh mắt Tiêu Chính Văn vẫn lạnh lùng, cả người ngập tràn sát khí, nhìn gã đàn ông đang nằm trên vũng máu, nói tiếp theo sẽ là tay trái và chân trái, mày chọn một đi. Hoặc là tao sẽ giẫm nát từng mẩu xương trên người mày. Chương 746, Bắc Lương nổi giận, chém đến nhà họ Viên. Nghe thấy vậy, cơ thể gã đàn ông đó run lẩy bẩy. Nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói, không. Cho dù mày có giết tao thì cũng sẽ không lấy được bất kỳ tin tức nào từ miệng của tao đâu.
Được lắm. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, một giây sau, anh nhấc chân đạp một phát khiến đầu gối trái của đối phương bị gãy. A a a, đột nhiên, một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp phòng thẩm vấn. Những chiến sĩ làm nhiệm vụ bên ngoài nghe thấy tiếng hét thảm thiết đều dựng tóc gáy. Cơ hội cuối cùng, nói ra, mày có thể sống. Tiêu Chính Văn trừng mắt liếc xéo gã đàn ông không còn sức lực đang nằm trong vũng máu. Khoảnh khắc này, gã đàn ông đó như nhìn thấy tia hy vọng sống sót cuối cùng, gào thét tôi nói, tôi bằng lòng nói, cầu xin vua Bắc Lương hãy tha cho tôi không muốn chết, tôi muốn sống. Đây chính là bản năng của con người. Bản năng muốn được sống. Đặc biệt là trong những lúc cực kỳ tuyệt vọng, khi thấy được tia hy vọng để sống thì người ta sẽ bán đứng tất cả. Là nhà họ Viên, là Viên Văn Sinh đã thuê tôi, gã đàn ông mở miệng. Nhà họ Viên, Viên Văn Sinh, khi nghe thấy cái tên này, sát khí trên người Tiêu Chính Văn liền tỏa ra ngùn ngụt, tràn ngập cả bầu trời Tu Hà. Được lắm nhà họ Viên. Được lắm Viên Văn Sinh. Dám ra tay với Khương Vi Nhan, các người đều phải chết. Lúc đó, lửa giận trên người Tiêu Chính Văn bao trùm tất cả, tựa như ma quỷ đến từ địa ngục. Siêu Chính Văn quay người rời khỏi phòng thẩm vấn không chút do dự. Ngoài cửa, Long Nhất và Long Lân đang cung kính đợi lệnh. Tiêu Chính Văn nói, chữa trị tốt cho hắn, đưa hắn tới tiền tuyến, hắn có chết cũng phải chết vì tổ quốc. Rõ, Long Nhất trả lời. Sau đó, Tiêu Chính Văn nói tiếp, tập hợp 100.000 quân phá Long của Bắc Lương, lập tức khởi hành, tiến vào Long Kinh, đợi lệnh của tôi để hành động bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Long Lân hãy liên lạc với đám người Long Ngao, cùng tôi đánh vào Long Kinh, đánh vào nhà họ Viên, chém chết Viên Văn Sinh. Câu nói này đằng đằng sát khí. Không ngờ Viên Văn Sinh lại tự tìm cái chết, vậy Tiêu Chính Văn sẽ không nương tay nữa. Nhà họ Viên một trong bốn gia tộc lớn thì đã sao? Chọc vào người không nên chọc thì vẫn phải trả giá đắt. Lần này Tiêu Chính Văn nhất định phải khiến nhà họ Viên khiếp sợ. Vâng. Long Nhất và Long Lân đồng thanh đáp. Sau đó, Tiêu Chính Văn rời khỏi trụ sở chính của sở chỉ huy quân đội, quay lại bệnh viện thăm Khương Vi Nhan vẫn còn đang hôn mê. Anh ngồi bên giường bệnh, bàn tay nhẹ nhàng xoa trán Khương Vi Nhan, dịu dàng nói, Vi Nhan, anh ra ngoài mấy ngày, sẽ nhanh chóng quay về bên em, đợi anh. Anh nhất định sẽ khiến em tỉnh lại. Dứt lời, Long Nhất bước tới, cung kính nói, chủ soái, đã chuẩn bị xong xuôi rồi. 100.000 quân phá Long Bắc Lương đã tập hợp vũ trang, thần tốc trong đêm tiến vào Long Kinh. Long Lân cũng bước vào sau nói, đám người Long Ngao cũng đã tiếp nhận mệnh lệnh, tới Long Kinh trước một bước. Tiêu Chính Văn gật đầu, nhìn Khương Vi Nhan lần cuối rồi quay người, sát khí trong mắt ngút trời, nói, xuất phát. Khoảnh khắc đó, sát khí trên người Tiêu Chính Văn như một thanh kiếm bay vút lên xuyên thủng bầu trời, khuấy đảo mây gió trên bầu trời của Tu Hà. Cùng lúc đó, tại Long Các ở Long Kinh, Tứ Lão đã nhận được báo cáo từ Tu Hà. Tần Hán Quốc rất tức giận, đập mạnh lên bàn giận dữ nói cái gì. Khương Vi Nhan suýt bị thiêu chết trong ngọn lửa, đến giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh sao. Nhà họ Viên đáng chết, dám thật sự ra tay với mấy người Tiêu Chính Văn. Bành Trấn Quốc cũng tức tối nói, láo toét, quá láo toét, đó là vợ của chủ soái Bắc Lương. Nhà họ Viên dám mưu sát thiêu chết vợ của chủ soái quốc gia. Đúng là coi trời bằng vung. Trong mắt nhà họ Viên còn có hoa quốc này không, còn có thiên tử hay không, còn có pháp luật quốc gia hay không hả? Không được, chúng ta phải tìm nhà họ Viên tính sổ. Những người này đều tức giận lập tức muốn đến nhà họ Viên tính sổ. Nhưng Giang Vạn Long lại trầm giọng nói, ba vị các lão. Đừng để cơn giận dữ làm mờ u muội đầu óc. Long Các chúng ta không có quyền can dự vào chuyện của bốn gia tộc lớn. Nếu các ông cứ như vậy mà đi, không những không giúp được gì mà còn khiến cho nhà họ Viên có con đường thoát. Nhà họ Viên nhòm ngó cái ghế của Long Các đã không phải ngày một ngày hai nữa rồi. Nghe vậy, Tần Hán Quốc cau mày, tức tối nói, vậy chúng ta phải làm thế nào? Chẳng lẽ cứ ngồi không thế này sao? Đúng đó, ông Giang, nhất định phải nghĩ cách trừng trị nhà họ Viên đó. Nếu không sau này ai còn dám quản nhà họ Viên nữa? Bành Trấn Quốc tức giận nói. Giang Vạn Long cau chặt mày, cũng đang suy nghĩ kế sách. Đúng vào lúc này, điện thoại đổ chuông, Giang Vạn Long liền nghe máy,
sau đó mặt đầy lo lắng nói cái gì? Tiêu Chính Văn tập hợp 100.000 quân phá Long Bắc Lương tiến vào Long Kinh hả? Tới thẳng nhà họ Viên luôn sao? Làm bậy quá rồi. Nhà họ Viên không dễ ức hiếp như vậy đâu. Đặc biệt là Xích Diệm Vương. Bên trong có liên quan đến rất nhiều mối lợi ích, nếu không cẩn thận thì sẽ dẫn đến phản ứng dây chuyền cực lớn. Tới lúc đó thì không chỉ mình Tiêu Chính Văn phải chịu tội thôi đâu. Lập tức điện thoại cho Tiêu Chính Văn, bảo cậu ấy hạ lệnh cho quân phá Long đóng quân tại chỗ. Cúp điện thoại, trong phòng họp tĩnh lặng như tờ. Ông Giang, chuyện gì thế? Tiêu Chính Văn đã điều động binh lính rồi sao? Tần Hán Quốc hỏi. Giang Vạn Long tức giận cau mày, nói, đúng vậy. Căn bản là không thể ngăn thằng nhóc này lại được. Cậu ấy muốn gây khó dễ với nhà họ Viên, rất có khả năng sẽ rơi vào bẫy của nhà họ Viên, sẽ mang tội danh phản quốc. Tới lúc đó cậu ấy không chỉ bị cách chức, mà thậm chí còn bị tống vào nhà giam. Lúc này, ba vị các lão đều hết sức lo lắng, nghĩ tới rất nhiều khả năng. Đây chẳng phải là thủ đoạn năm đó của bốn gia tộc lớn đối với Tiêu Long sao? Nhà họ Viên lại dám đặt điều đối phó với Tiêu Chính Văn. Bành Chấn Quốc vừa ngạc nhiên vừa phẫn nộ. Giang Vạn Long suy nghĩ một lúc, đứng dậy nói, tôi tới Thiên Tử Các gặp Thiên Tử. Tôi cũng phải đi. Dứt lời, bốn vị tứ lão cùng nhau tới Thiên Tử Cá. Mà lúc này, trong Thiên Tử Các, Thiên Tử đang chơi cờ tán gẫu với ông Long. Chắc ông Long cũng nghe thấy tiếng gió rồi đúng không? Thiên Tử mỉm cười hỏi. Ông Long nhìn bàn cờ, đi một con mã, nói, nghe thấy rồi, tiếng gió cũng khá lớn. Thiên Tử cười nhạt, nói, đúng vậy, tiếng hạc kêu, cây cỏ cũng là binh lính, luồng gió lần này không biết sẽ bay về hướng nào. Vậy Thiên Tử nghĩ tiếng gió này sẽ bay về đâu? Ông Long hỏi. Thiên Tử mỉm cười, đáp, người mà tôi nghĩ tới cũng là người mà ông Long đang nghĩ. Ông Long cười theo, liếc nhìn bàn cờ, chắp tay nói, tài chơi cờ của Thiên Tử thật uyên bác, tôi lại thua rồi. Thiên Tử đứng dậy, chỉ vào ông Long nói, ông ấy, cứ cố ý nhường tôi. Ông là kỳ thủ quốc gia, nhưng lại 5 lần 7 lượt thua trong tay tôi, ông tưởng rằng tôi không nhìn ra sao. Ông Long mỉm cười, đáp Thiên Tử, người tới rồi. Thiên Tử gật đầu nói, ừ, người tới cũng nhiều, 4 người lửa giận ngút trời. Dứt lời, Giang Vạn Long và ba các lão bước vào, cúi người nói, Thiên Tử. Chuyện nhà họ Viên mưu sát vợ của vua Bắc Lương, ông đã nghe chưa? Thiên Tử quay người nói với đám người Giang Vạn Long, vừa nhận được tin tức, 4 tứ lão tới vì chuyện này sao? Nhà họ Viên quá láo xược, coi trời bằng vung, dám mưu sát vợ của vua Bắc Lương. Chuyện này nhất định phải bắt nhà họ Viên giải thích rõ ràng. Giang Vạn Long kích động nói. Đám người Tần Hán Quốc cũng nói theo, không sai. Thiên Tử, lần này nhà họ Viên đã đi quá giới hạn rồi. Nếu không chừng chỉ e là không có ai trong Hoa Quốc dám áp chế nhà họ Viên nữa. Thiên Tử gật đầu, ý bảo 4 các lão hãy nguôi giận, sau đó hỏi, bây giờ 100.000 quân phá Long Bắc Lương của Tiêu Chính Văn đang ở đâu? Một vị tướng quân đứng ngoài cửa liền cúi người trả lời, thưa Thiên Tử, quân phá Long vẫn còn cách Long Kinh 300 cây số, có lẽ muộn nhất là đêm nay sẽ tới được Long Kinh. Thiên Tử gật đầu nói, mở tất cả cửa trọng yếu của Long Kinh, để 100.000 quân phá Long Bắc Lương lập tức vào Long Kinh mà không gặp phải sự cản trở nào. Ngoài ra, cấm vệ quân của Long Kinh cũng sẵn sàng bày trận, đợi lệnh của tôi để hành động bất cứ lúc nào. Vâng, tướng quân lên tiếng. Nhanh chóng rời đi. Một lúc sau, đám người Giang Vạn Long sững sờ, cau mày hỏi Thiên Tử, ông đang. Thiên Tử cười nói, các vị, đã tới lúc rút dao tương trợ rồi, hãy dùng con dao này của chúng ta chặt đi gốc rễ lớn nhà họ Viên. Chương 747, cuộc họp của nhà họ Viên. Cùng lúc này, tại một sơn trang ở núi Tiềm Long ngoại ô Long Kinh. Cả sơn trang bao trọn lấy toàn bộ núi Tiềm Long rộng hàng 100.000 hecta. Trong ngoài sơn trang đều vô cùng xa xỉ và hào nhoáng. Thậm chí còn có một khoảng đất rộng dùng để chăn nuôi động vật hoang dã. Sơn trang to lớn được xây dựng ở lưng chừng núi, giống như một viên trân châu giữa làn sóng xanh mênh mông. Trong khu rừng sâu bao xung quanh 4 bề núi Tiềm Long đều có binh lính và vệ sĩ đặc chủng đi lại tuần tra 24/24, ai cũng được trang bị súng ống.
Ngay cả hai con đường ven núi dẫn vào núi Tiềm Long cũng có binh lính trang bị vũ khí thi hành nhiệm vụ lập ra những trạm kiểm soát dừng xe. Bên cạnh mỗi trạm kiểm soát còn có hai họng súng liên thanh dương nòng sẵn, bất kỳ kẻ nào dám xông vào khu vực cấm đều sẽ bị bắn thành tổ ong. Ở bên trong và bên ngoài núi Tiềm Long còn có mười mấy vọng gác và trận địa xe tăng, xe thiết giáp, xe đạn pháo. Trên một căn cứ quân sự nằm cách núi Tiềm Long 50 dặm còn đỗ đầy các loại máy bay hộ tống và máy bay trực thăng một người lái có năng lực chiến đấu tiên tiến nhất thế giới. Có thể nói, cả núi Tiềm Long đều được bảo vệ vô cùng kiên cố. Mà lúc này, tại sơn trang giữa lưng chừng núi, một nhóm các nhân vật chủ chốt của nhà họ Viên đang ngồi chật kín bên trong phòng khách căn biệt thự chính giữa rộng hàng nghìn mét vuông. Bên trên có năm bậc trưởng lão của nhà họ Viên, quản lý mọi công việc lớn nhỏ trong nhà họ Viên. Bên dưới là tầng lớp lãnh đạo cấp cao nòng cốt trẻ tuổi tài năng của nhà họ Viên, chịu trách nhiệm quản lý sản nghiệp nhà họ Viên. Lúc này, trong phòng khách hào nhoáng, rực rỡ được chạm trổ rồng phượng có đến gần 50 nhân vật đại diện của nhà họ Viên. Năm ông lão ngồi trên những chiếc ghế thái sư đầu tiên chính là năm vị trưởng lão của nhà họ Viên. Ai ai cũng mang phong thái uy nghiêm và hơi thở của những người lãnh đạo lâu năm, khiến cho mọi người buộc phải cúi đầu cung kính. Lúc này, một người đàn ông ngồi bên dưới đột nhiên đứng dậy, nói với vẻ vô cùng cung kính, năm vị trưởng lão, sự việc đã xử lý ổn thỏa cả rồi. Vợ của vua Bắc Lương vẫn đang hôn mê trong bệnh viện Tu Hà, nếu như không có nhà họ Viên chúng ta đưa thuốc giải thì cô ta chỉ có thể làm người thực vật cả đời. Người lên tiếng không ai khác mà chính là ông Viên, khóe miệng còn mang theo nụ cười lạnh lùng. Nghe vậy, tam trưởng lão ngồi ở vị trí thứ ba trong số năm trưởng lão khẽ gật đầu, nói tốt lắm. Văn Sinh, làm tốt lắm, cậu có thể bước lên hàng ngũ hạng ba của nhà họ Viên rồi. Nghe thấy vậy, Viên Văn Sinh vô cùng kích động, vẻ mặt hào hứng, không buồn quan tâm tới chuyện thất lễ, ông ta xông thẳng ra quỳ trên mặt đất, dập đầu cảm ơn tam trưởng lão cất nhắc. Sau này Văn Sinh nhất định sẽ không phụ sự đề bạt của các trưởng lão. Viên Văn Sinh kích động nói, đứng vào hàng ngũ hạng ba của nhà họ Viên cũng giống như việc ông ta được bước lên một nấc thang mới. Ở nhà họ Viên, chế độ thứ bậc đã tồn tại hàng trăm năm nay. Dựa theo cống hiến của mỗi con cháu đối với nhà họ Viên mà phân ra tổng cộng 5 hạng. Hạng thứ 5 đương nhiên là cấp bậc không quan trọng nhất trong nội bộ nhà họ Viên, cũng là cấp bậc bị mọi người coi thường nhất. Người nhà họ Viên ở thứ hạng này chỉ mang huyết thống nhà họ Viên, đối với nhà họ Viên mà nói thì không có cống hiến gì quá to tát. Thế nhưng, dù bọn họ không có cống hiến lớn thì cũng được hưởng một đời sung sướng vô âu vô lo, vẫn là đối tượng được rất nhiều người bên ngoài ngưỡng mộ. Mà hạng thứ tư phía trên chính là những kẻ có địa vị và quyền hạn quản lý nhất định đối với sản nghiệp dưới trướng nhà họ Viên. Người nhà họ Viên thuộc cấp bậc này có thể điều phối một phần nguồn lực nhà họ Viên ở cấp độ nhất định. Còn người nhà họ Viên ở hạng thứ ba, dù là địa vị hay thân phận thì cũng có thay đổi vô cùng to lớn. Bọn họ có thực quyền nhất định trong nhà họ Viên, tương đương với gia chủ của một phân nhánh. Trong sản nghiệp nhà họ Viên cũng là nhân vật nắm giữ vị trí chủ tịch. Những người này mới được coi là nằm trong tầng lớp cốt cán thật sự của nhà họ Viên. Ví dụ như những người nhà họ Viên đang ngồi trong phòng khách lúc này đều thuộc hạng 3 trở lên. Hạng 2 và hạng nhất chính là nòng cốt bên trong tầng lớp cốt cán nhà họ Viên. Những người này cũng tương đương với hoàng thân quốc thích. Còn 5 vị trưởng lão thì không nằm trong 5 hạng này. Bởi vì bọn họ là 5 hạt nhân của nhà họ Viên, là người bảo vệ và lập ra quy định cấp bậc của nhà họ Viên. Lúc này, sao Viên Văn Sinh có thể không kích động được cơ chứ? Đứng dậy đi, tam trưởng lão hờ hững nói một câu. Ông Viên vội vàng đứng dậy, ngồi tại vị trí cuối cùng. Mấy người nhà họ Viên bên cạnh cũng chắp tay cười nói, Văn Sinh, chúc mừng nhé. Vào hàng ngũ hạng ba rồi, sau này chúng ta phải hợp tác nhiều đấy. Phải đó, Văn Sinh, hôm nay tôi mở tiệc, chúng ta cùng nhau chúc mừng nhé. Ha ha ha. Văn Sinh vừa vào hàng ngũ hạng ba, sợ rằng còn rất nhiều chuyện cần làm, tôi thấy nên để lần sau thì hơn. Đối diện với sự nhiệt tình của bọn họ, Viên Văn Sinh cũng không ngừng chắp tay cười nói, mọi người đừng tâng bốc tôi nữa, mọi người đều là những bậc tiền bối mà Văn Sinh tôi ngưỡng mộ. Ha ha ha, đám người nhà họ Viên cũng bật cười, không nói thêm điều gì nữa.
Trong lòng Viên Văn Sinh kích động, biểu cảm trên mặt cũng không thể bình tĩnh ngay được. Nghĩ tới ban đầu, những người này đã có lúc nào xem trọng bản thân ông ta hay chưa? Đã có lúc nào đối đãi với ông ta như những người có cùng đẳng cấp? Đến bây giờ, ông ta đã thăng cấp lên hạng 3, bọn họ lại lập tức nịnh bợ, tỏ vẻ mình là người tốt. Có lẽ đây chính là nhân tính và hiện thự. Xê được rồi, nói vào chuyện chính, Tam trưởng lão lên tiếng, cả phòng khách cũng lập tức trở nên yên tĩnh. Nho Lâm, bên phía quân khu Bắc Lương có động tĩnh gì không? Tam trưởng lão nhìn người đàn ông trung niên dưới trướng, bình thản mở miệng hỏi. Viên Nho Lâm cũng nhanh chóng đứng dậy, cung kính chắp tay nói, thưa Tam trưởng lão, theo như mật báo, bên phía quân khu Bắc Lương đã điều động 100.000 quân phá Long Bắc Lương đến Long Kinh. Nhìn tình hình thì có vẻ muốn nhắm vào nhà họ Viên chúng ta có nên chuẩn bị trước hay không ạ? Nghe vậy, đám người nhà họ Viên đang ngồi trong phòng, có người cau mày tỏ vẻ lo lắng, lại có người khinh thường bật cười. Hừ, chỉ là vua Bắc Lương thôi mà, tùy tiện điều động quân đội đã là chuyện trái pháp luật rồi. Nếu như cậu ta dám động đến nhà họ Viên, vừa hay, để cho cậu ta nếm thử kết cục của Tiêu Long năm đó. Không sai. Nhà họ Viên chúng ta là một trong 4 gia tộc lớn lánh đời của Hoa Quốc, chỉ một vua Bắc Lương nhỏ bé thì còn chẳng đủ tư cách để đối đầu với nhà họ Viên chúng ta. Không thể nói như vậy được, tên Tiêu Chính Văn đó hiện giờ là chủ soái của 300.000 quân phá Long Bắc Lương. Chiến lực bản thân đã đạt đến 6 sao. Hơn nữa, uy danh của cậu ta ở Hoa Quốc không hề thua kém hơn Tiêu Long tuổi trước, nếu như chúng ta bắt trước làm theo chuyện của Tiêu Long thì e là sẽ phản tác dụng, khiến cho nhân dân Hoa Quốc nổi cơn thịnh nộ. Quan trọng hơn là đến lúc đó nếu như làm cho thiên tử bất mãn với chúng ta thì kết cục sẽ không hay ho gì đâu. Ngay tức thì, đám người nhà họ Viên trong phòng khách cùng đưa ra ý kiến, tranh luận không ngừng nghỉ. 5 vị trưởng lão mang sắc mặt bình thản nhìn đám người nhà họ Viên bên dưới đang tranh cãi gay gắt. Sau đó, Tam trưởng lão đập bàn, lạnh lùng nói, được rồi. Đừng cãi nhau nữa. Chỉ một câu nói, khung cảnh vốn đang tranh cãi kịch liệt nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Tam trưởng lão cũng cau mày, trầm tư nói, nhà họ Viên đã thành lập hàng trăm năm, trước nay chưa từng biết sợ ai. Tiêu Long năm đó là đại nguyên soái tối cao của 5 chiến khu lớn Hoa Quốc, trăm binh vạn mã nhưng không phải vẫn bại trong tay 4 gia tộc lớn chúng ta hay sao? Hiện giờ, chỉ là chủ soái của một chiến khu Bắc Lương nhỏ bé thì càng không có tư cách khiêu chiến với nhà họ Viên chúng ta. Vậy nên, tôi quyết định, tiếp tục thực thi hành động. Lần này nhất định phải đánh cho tên Tiêu Chính Văn đó vào thiên lao, khiến cho cậu ta cả đời này không thể ngóc đầu lên được. Chương 748, ván cờ. Giọng điệu chắc chắn. Lời Tam trưởng lão nhà họ Viên nói, đương nhiên không ai dám phản đối. Đám người nhà họ Viên trong phòng khách cũng đứng dậy cung kính đáp, vâng thưa Tam trưởng lão. Ừ, mọi người đi chuẩn bị cả đi. Nếu như tên Tiêu Chính Văn này đã dám điều động 100.000 quân phá Long thì đương nhiên sẽ không chịu buông xuôi dễ dàng. Tam trưởng lão lạnh lùng nói, đôi mắt hỗn độn lóe lên một tia sáng rét lạnh. Nói xong, đám người quay lưng rời đi, trong phòng khách chỉ còn lại mấy nhân vật hạng nhất của nhà họ Viên và 5 vị trưởng lão. Không ngoài dự liệu, đám người này chính là những người được chọn vào các vị trí cao trong nhiệm kỳ tới của nhà họ Viên. Viên Nho Lâm cũng nằm trong số đó. Lúc này, Tam trưởng lão nhìn 5 nhân vật hạng nhất của nhà họ Viên đang ngồi trước mặt mình, mở miệng nói, những người khác đều đi cả rồi, bây giờ cứ thử nói suy nghĩ của mấy người xem sao. Nghe vậy, 5 người này liền đưa mắt nhìn nhau. Một người đàn ông trung niên thân hình hơi phát tướng, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, thoạt nhìn giống như dạng người khẩu Phật tâm xà. Ông ta cười nói, hay là Nho Lâm nói trước đi. 3 người còn lại cũng gật đầu. Viên Nho Lâm nhìn 4 người này, đáy mắt lướt qua một tia sáng lãnh đạm lạnh lùng. Mấy con cáo giả này quả nhiên gian xảo. Tam trưởng lão nói, nếu đã như vậy thì Nho Lâm nói trước đi. Viên Nho Lâm đứng dậy, hơi khom lưng, mở miệng nói, Tam trưởng lão, chuyện ông đã quyết định, Nho Lâm không dám phản đối. Thế nhưng, chuyện liên quan đến Tiêu Chính Văn thì Nho Lâm vẫn hơi lo lắng. Ồ! Lo lắng gì thế, Tam trưởng lão cau mày hỏi. 4 người hạng nhất còn lại của nhà họ Viên cũng nhếch môi cười khẩy. Viên Nho Lâm nói tiếp, Tiêu Chính Văn là chủ soái Bắc Lương,
thống lĩnh 300.000 quân Phá Long, đại thắng 1 triệu đại quân 8 nước, là số 1 trong mắt người dân Hoa Quốc. Cũng là nhân vật vinh danh hiển hách của Hoa Quốc. Nhân vật như vậy, nếu như bị nhà họ Viên chúng ta tống vào thiên lao nhất định sẽ làm dấy lên sự chỉ trích của người dân. Thậm chí sẽ khiến cho 300.000 quân Phá Long nổi giận xông thẳng vào sơn trang của nhà họ Viên chúng ta để đòi lại công bằng cho chủ soái của bọn họ. Người trong phòng trầm mặc rất lâu. Tam trưởng lão cau mày nói, cậu nói tiếp đi. Viên Nho Lâm tiếp lời, ngoài ra, hiện giờ Tiêu Chính Văn đang sở hữu thực lực 6 sao. Chiến lực như vậy thì sao người bình thường có thể chống đỡ được? Nếu như cậu ta đánh giết nhà họ Viên thì chúng ta nên đối phó thế nào? Trong lãnh thổ Hoa Quốc, người có thực lực 6 sao chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Năm vị trưởng lão, mấy người có từng nghĩ nếu như Tiêu Chính Văn buông bỏ mọi thứ, muốn tiêu diệt nhà họ Viên đến cùng thì chúng ta phải đối phó thế nào hay chưa? Vừa dứt lời, người đàn ông trung niên có thân hình phát tướng kia lạnh lùng quát mắng, nực cười. Nhà họ Viên chúng ta là gia tộc lánh đời cả trăm năm nay, sao lại phải sợ một mình Tiêu Chính Văn chứ? Hắn có 300.000 quân Phá Long, thì nhà họ Viên cũng có 600.000 quân nhà họ Viên. Ngoài ra, quân vương của nhà họ Viên và cường giả cấp chiến thần cũng không ít. Năm vị trưởng lão cũng là năm cường giả đỉnh cao cấp chủ soái, sao mà phải sợ một tên vua Bắc Lương như hắn chứ? Không sai, Phúc Vinh nói đúng lắm. Nho Lâm, cậu chưa đánh mà đã sợ rồi. Nho Lâm, cậu trở thành người ủng hộ cho Tiêu Chính Văn từ bao giờ thế? Lẽ nào trong mắt cậu, nhà họ Viên chúng ta không bằng một mình Tiêu Chính Văn? Đối diện với sự chất vấn của bọn họ, Viên Nho Lâm cau mày muốn tranh biện. Thế nhưng, tam trưởng lão đứng đầu lại lạnh lùng đập bàn, trách mắng, đủ rồi. Giải tán cả đi. Vâng. Năm người đứng dậy rời khỏi phòng khách. Trong phòng khách chỉ còn lại năm trưởng lão. Lúc này, đại trưởng lão cầm đầu đứng dậy, hướng mắt nhìn lên bầu trời bên ngoài, chắp tay sau lưng, nói, bên phía thiên tử có hành động gì không? Sau lưng, tam trưởng lão cau mày nói, theo như mật báo của người bên thiên tử các, thiên tử đã cho mở các cổng từ Bắc Lương tới Long Kinh cho 100.000 đại quân đi qua rồi. Ngoài ra, bên phía tứ lão Long Các cũng rất phẫn nộ, từng đích thân đến thiên tử các một chuyến. Nghe vậy, đại trưởng lão nhà họ Viên cau mày, lạnh lùng nói, xem ra lần này thiên tử đang chuẩn bị cầm đao lên rồi. Nghe đến đây, sắc mặt bốn trưởng lão còn lại cùng trở nên u ám, nói thiên tử thật sự sẽ vì tên Tiêu Chính Văn nhỏ bé mà ra tay với nhà họ Viên chúng ta sao? Đại trưởng lão lắc đầu, ánh mắt khó hiểu, nói, không chắc nữa, mặc dù thiên tử đời này không có sự mạnh mẽ như bốn đời thiên tử trước, thế nhưng lại là một kẻ túc trí đa mưu. Ông ấy muốn làm gì thì không ai có thể đoán đúng được. Chuyện tiếp theo, chúng ta đều phải cẩn thận một chút, nếu không nhà họ Viên hùng mạnh rất có thể sẽ sụp đổ dưới tay tên Tiêu Chính Văn. Đại trưởng lão lo nghĩ nhiều rồi, chỉ là một tên Tiêu Chính Văn nhỏ bé thôi mà, không có gì đáng sợ hết. Tam trưởng lão cười nói, trong ánh mắt không hề có bất cứ vẻ lo sợ nào. Hy vọng là như thế, đại trưởng lão nói, ánh mắt sâu xa nhìn về phía thiên tử các ở Long Kinh. Cùng lúc này, bên trong thiên tử các, thiên tử đang cùng ông Long và tứ lão Long Các trò chuyện. Thiên tử, rốt cuộc mấy người đang nghĩ gì vậy? Tại sao chúng tôi đều không biết gì cả? Giang Vạn Long cau mày hỏi. Chuyện thiên tử muốn làm lại không thông báo cho bọn họ biết trước. Thiên tử mỉm cười, ra hiệu cho cấp dưới pha trà cho mấy người Giang Vạn Long, sau đó nói, chuyện này trọng đại, liên quan đến cơ nghiệp trăm năm của Hoa Quốc và cả lề lối phương hướng trong tương lai. Trước đó không thông báo cho bốn vị các lão cũng bởi tôi lo lắng sẽ xảy ra sơ suất. Dù gì lần này chúng ta cũng phải đối phó với nhà họ Viên của bốn gia tộc lớn. Bốn các lão Giang Vạn Long cùng đưa mắt nhìn nhau. Hỏi thiên tử, rốt cuộc ông đang mưu đồ chuyện gì vậy? Lúc này vẫn chưa thể nói hay sao? Thiên tử nâng tách trà lên, nhấp một ngụm rồi nói, vẫn chưa tới lúc, đợi Tiêu Chính Văn vào Long Kinh, lúc nào cậu ấy tiến công vào nhà họ Viên thì lúc đó chúng ta sẽ bắt đầu kế hoạch. Nghe vậy, mấy người Giang Vạn Long liền hít sâu một hơi, sống lưng ớn lạnh. Thiên tử bày trận lâu như thế, sâu xa như thế. Vậy mà đã đặt toàn bộ Tiêu Chính Văn và nhà họ Viên vào trong bàn cờ cả rồi. Vậy liệu Tiêu Chính Văn có gặp nguy hiểm gì không? Tần Hán Quốc hỏi, vẻ mặt lo lắng. Thiên tử đặt tách trà xuống, ánh mắt sâu xa,
sắc mặt cũng mang theo đôi chút lo lắng, nói thật nhé, tôi cũng không thể bảo đảm Tiêu Chính Văn có an toàn hay không. Lần này, chúng ta đối diện với nhà họ Viên, nền tảng nhà họ Viên hẳn các vị đều hiểu cả. Thế nhưng, tôi có thể nói với mọi người một cách có trách nhiệm rằng nhà họ Viên khác xa so với những thứ đơn giản mà chúng ta nhìn thấy ngoài bề mặt, nội tình bên trong rất đáng sợ. Dù có là tứ đại thiên tử quân chủ hùng mạnh và vĩ đại như thế cũng chưa thể làm lung lay nền móng của bất cứ gia tộc nào trong số 4 gia tộc lớn. Dù có là nhà họ Viên xếp sau cùng trong số đó thì tứ đại thiên tử cũng không thể chế ngự bọn họ. Nghe đến đây, mấy người Giang Vạn Long cũng nhíu mày rất chặt. Những gì thiên tử nói bọn họ đều hiểu rõ. Tứ đại thiên tử chính là vị thiên tử vinh hiển rực rỡ nhất trong lịch sử gần 100 năm của Hoa Quố. Mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nứa, làm cho hàng trăm nước phải kinh sợ, giành được sự phát triển ổn định hàng chục năm cho Hoa Quố. Đồng thời, cụ ấy cũng quyết đoán tiến hành cải cách, thu lại nhiều đất đai bị mất của Hoa Quố. Có thể nói, công lao của tứ đại thiên tử quá cao siêu. Xưa nay chưa từng có. Trầm mặc một lúc, Giang Vạn Long ngẩng đầu nói, thiên tử. Dù có thế nào thì cũng nhất định phải bảo vệ Tiêu Chính Văn cho tốt. Cậu ấy là huyết mạch duy nhất của nhà họ Tiêu, là cháu đích tôn của Tiêu Long. Hoa Quốc đã nợ nhà họ Tiêu quá nhiều rồi, nếu như Tiêu Chính Văn xảy ra chuyện thì tôi không còn mặt mũi nào để đối diện với Hoa Quốc, không còn mặt mũi nào để đối diện với các vị anh hùng của nhà họ Tiêu. Thiên tử trầm mặc, gật đầu nói, xin bốn các lão yên tâm, tôi đồng ý với các vị rằng, dù mọi chuyện có thất bại thì nhất định tôi cũng sẽ cố gắng hết sức bảo vệ Tiêu Chính Văn. Chương 749, nhận Long Kiếm, giết nhà họ Viên. Không lâu sau, bốn vị các lão rời khỏi thiên tử các. Thiên tử đứng trên tầng 9 cúi đầu nhìn bóng dáng rời đi của bốn các lão, rồi hỏi ông Long ở phía sau, ông Long, ông nghĩ lần này chúng ta có thành công hay không? Ông Long hiếm khi im lặng, hồi lâu sau mới nói, ván cờ vừa mới bắt đầu. Ai thắng ai thua còn chưa biết. Nhưng tôi có thể chắc chắn lần này nhà họ Viên sẽ tổn hại khá lớn. Ồ, tại sao ông lại nói như vậy? Thiên tử quay đầu lại, nhìn ông Long bằng ánh mắt sâu xa. Ông Long cười đáp, bởi vì tôi tin tưởng Tiêu Chính Văn, tôi tin cậu ấy có thể đem lại những kỳ tích mà chúng ta không ngờ đến. Ha ha ha, nghe vậy, thiên tử cười nói, quả nhiên là ông Long, suy nghĩ giống hệt tôi. Dứt lời. Thiên tử xoay người nhìn toàn cảnh Long Kinh nói, cậu Tiêu Chính Văn này quả thật trưởng thành rất nhanh, cũng luôn mang đến rất nhiều kỳ tích cho chúng ta. Cậu ấy giống như một biến số, mong rằng lần này cậu ấy cũng có thể đem đến kỳ tích. Trời trạng vạng tối, máy bay chuyên dụng của Tiêu Chính Văn đã đáp xuống sân bay quân dụng ở Long Kinh. Sau khi xuống máy bay, anh lên xe chuyên dụng của quân khu đến thẳng thiên tử các. Thiên tử, tôi muốn ra tay với nhà họ Viên. Vừa vào thiên tử các, câu đầu tiên Tiêu Chính Văn nói chính là câu này. Lúc này thiên tử đang viết thư pháp trong phòng sách, bình thản cười hỏi, cậu nắm chắc bao nhiêu phần trăm? Tiêu Chính Văn đứng trước mặt ông ấy, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận không kiềm chế được, lạnh lùng nói, tôi không cần phải nắm chắc, tôi chỉ có một mục tiêu, đó chính là nhà họ Viên. Nghe anh nói vậy, thiên tử ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn ở trước mặt nói, cậu không sợ gây nên chuyện lớn à? Mọi rắc rối cứ để một mình Tiêu Chính Văn tôi gánh chịu. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn nói cho thiên tử biết, tôi nhất định phải giết chết đám người nhà họ Viên. Nếu thiên tử muốn ngăn cản tôi thì bây giờ có thể bắt tôi lại. Tiêu Chính Văn nói, ánh mắt vô cùng kiên định sắc bén. Thiên tử gác bút lên, lấy khăn tay mà trợ lý vừa đưa đến lau tay, sau đó vẫy tay với Tiêu Chính Văn rồi dẫn anh đến sảnh phụ. Sau khi hai người ngồi xuống, thiên tử mới nói, Tiêu Chính Văn, tôi hỏi cậu một câu, cậu thật sự muốn tiêu diệt nhà họ Viên à? Nhà họ Viên hại vợ tôi nhất định phải báo thù. Tiêu Chính Văn nói, cơn giận bao phủ cả cơ thể liên tục bộc phát ra ngoài. Lúc này áp lực 6 sao bao trùm cả căn phòng. Thiên tử gật đầu, lấy chiếc chìa khóa phong cách cổ xưa ra nói, vậy đến địa cung lấy Long Kiếm đi. Long Kiếm? Tiêu Chính Văn bỗng nhíu mày. Vẻ mặt bỗng chốc căng thẳng. Long kiếm mà ông nội đã nhắc đến trong thư. Trên có thể chém hôn quân, dưới có thể giết gian thần. Ông Long, đi đến địa cung với Tiêu Chính Văn đi, thiên tử nói với người đứng trong bóng tối.
Sau đó ông Long từ phía sau bước ra, nở nụ cười thản nhiên nói với Tiêu Chính Văn, mời vua Bắc Lương đi theo tôi. Tiêu Chính Văn cầm chìa khóa thiên tử đưa cho mình đứng dậy, trước tiên là chào thiên tử, sau đó mới đi theo ông Long đến địa cung bên dưới thiên tử các. Trên đường đi, Tiêu Chính Văn nhìn thấy toàn là những chiến tướng cả người mặc áo giáp màu đen. Họ đều mặc giáp trụ màu đen, giáp trụ cũng có khắc khá nhiều hình rồng màu đen. Nhất là họ còn đội mũ giáp màu đen trên đầu, tạo hình của mũ giáp này rất lạ, giống như con rồng đen đang hung tợn nhe răng múa vuốt. Hơn nữa mũ giáp gần như bịt kín chỉ để lộ đôi mắt. Trong mắt ai cũng là sát khí ngùn ngụt. Hơn nữa mấy chiến tướng này không mang súng bên mình mà là vũ khí lạnh đường hoành đao. Trên mỗi cán dao của đường hoành đao đều khắc một đầu rồng đen hung tợn. Đây là Tiêu Chính Văn thắc mắc. Ông Long đi phía trước nói, hộ Long Kỵ, căn cơ của Hoa Quốc. Nước còn thì hộ Long Kỵ còn, nước mất thì hộ Long Kỵ vẫn còn đó. Họ sẽ tìm chủ nhân của thế giới để xây dựng lại đất nước. Nghe ông ấy nói vậy, Tiêu Chính Văn không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Thế mà lại là hộ Long Kỵ trong lời đồn. Quân đội kinh khủng nhất, bí ẩn nhất của Hoa Quốc. Nghe nói 3.000 hộ Long Kỵ tinh nhuệ từng đẩy lùi 10 đất nứa. Kiết hết 200.000 quân địch mà không ai bị thương. Không lâu sau, ông Long dẫn Tiêu Chính Văn đến trước cửa địa cung. Hai bên cổng địa cung đều có một đội chiến tướng hộ Long Kỵ 16 người đứng canh gác. Đó là Tiêu Chính Văn chứ nếu đổi thành một người khác thì đã không thể nào chịu nổi sự lạnh lẽo toát ra từ người họ. Sau khi dùng chìa khóa ra mở cửa, Tiêu Chính Văn đẩy cánh cửa gỗ dày nặng của địa cung ra liền nhìn thấy toàn bộ cảnh vật bên trong địa cung. Bên trong là một đàn tế giống như lễ bái, cúng tự. Trên bục cao kia là một thanh kiếm lạnh giá lóe lên ánh sáng vàng tĩnh lặng ngự trong khe kiếm. Tiêu Chính Văn đến gần nhìn thêm vài lần, long kiếm này có màu vàng kim như được tạo nên từ vàng. Hơn nữa trên thân kiếm có khắc 9 con rồng màu vàng, sống động như thật khiến người ta rùng mình. Trên chuôi kiếm là đầu rồng thiêng. Chỉ là đứng trước thanh long kiếm này, Tiêu Chính Văn có cảm giác ánh sáng lạnh băng của kiếm như xuyên thấu qua cơ thể của mình. Trong địa cung đều được bao quanh bởi kiếm khí hào hùng. Nhưng hình như kiếm khí đang bị phong ấn trong địa cung. Lạy ba lạy, sau đó rút long kiếm, ông Long đứng một bên nhắc nhở. Tiêu Chính Văn làm theo, quỳ gối xuống dập đầu ba cái rất vang, sau đó anh đứng dậy, giơ tay lên nắm lấy chuôi long kiếm màu vàng đó rồi rút long kiếm ra khỏi khe kiếm. Xoẹt, trong khoảnh khắc rút kiếm đó, Tiêu Chính Văn dường như nghe thấy tiếng gầm thét của rồng lớn, uy nghiêm. Khí thế hào hùng, chấn động cả trời đất. Cùng lúc đó, khí kiếm hùng mạnh càn quét qua địa cung, thiên tử các và cả Long Kinh. Giây phút đó, dường như cả thế giới đều thay đổi. Phía trên thiên tử các, mây đen ùn ùn kéo đến từ bốn phía tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Lúc này người dân đi trên đường lấy điện thoại ra quay chụp lại hiện tượng kỳ lạ này. Ngay lập tức video này bùng nổ trên mạng Internet. Các đại thần ở mọi tầng lớp đều ra mặt bình luận. Vài người lợi hại hơn còn thẳng thừng để lại lời nhắn dưới video, các vị đừng hoảng sợ, tôi đang độ kiếp, làm phiền các vị rồi. Bây giờ độ kiếp gặp chút vấn đề, cần gấp 300 tệ lộ phí, ai nhìn thấy cứ chuyển khoản đến. Tất nhiên đây chỉ là chuyện giải trí của người dân bình thường. Mà lúc này Tiêu Chính Văn đang ở trung tâm kiếm khí, tay nắm chặt long kiếm. Giây phút đó, anh cảm giác mình như đang nắm chặt binh khí mạnh nhất trên thế giới, có thể chém chết cường giả 6 sao. Lúc này, ông Long bên cạnh nói, Tiêu Chính Văn, cậu phải nhớ Long Kiếm là căn cơ truyền nước của Hoa Quốc, đã truyền qua hàng ngàn năm, đã có linh thể. Long Kiếm chỉ chém hôn quân, gian thần, người tàn nhẫn độc ác. Nếu giết nhầm người thì người cầm kiếm sẽ gặp đại họa, thế nên bây giờ tôi hỏi cậu thật sự muốn cầm kiếm đến nhà họ Viên sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày vung tay lên chém một nhát long kiếm màu vàng tạo thành một đường kiếm khí, để lại vết kiếm sắc nhọn trên mặt đất, lạnh lùng nói, ông Long, tôi nhất định phải báo thù nhà họ Viên. Nếu giết nhầm, long kiếm không nhận thì Tiêu Chính Văn tôi sẽ tự nhận lấy hậu quả. Tốt lắm, ông Long hô lớn, rút vỏ kiếm. Dứt lời, một chiến tướng hộ Long Kỵ ở một bên hai tay cầm vỏ kiếm màu đen hẹp dài đưa cho Tiêu Chính Văn. Đây là vỏ kiếm. Long kiếm không nên để người khác nhìn thấy, phải giữ trong vỏ kiếm, ông Long nói.
Tiêu Chính Văn gật đầu rồi cho kiếm long vào vỏ kiếm, sau đó đeo vỏ kiếm lên bước ra khỏi địa cung, đi đến núi Tiềm Long. Ngày hôm nay, vua Bắc Lương mang theo long kiếm ra khỏi địa cung, rời khỏi Thiên Tử Các đi vào núi Tiềm Long để giết nhà họ Viên. Chương 750, toàn quân ra trận. Lúc trời nhá nhem tối, 100.000 quân phá long của Bắc Lương đóng quân bên ngoài thành phía Bắc Long Kinh, nghe lệnh hành động. 100.000 quân hừng hực khí thế, cờ hắc kim long như che khuất bầu trời. Liếc tầm mắt nhìn ra xa đều là biển người màu xanh sẫm, bao trùm cả mặt đất, quân đội hùng mạnh. Sát khí và ý chí chiến đấu ngút trời này làm cho không có ai dám tùy tiện đến gần trong phạm vi mười mấy km. 100.000 quân phá long đều được trang bị vũ trang đầy đủ, súng đạn sẵn sàng, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc như sắt thép. Mà lúc này, một bóng người bước lên bậc thềm, từng bước đi lên bục điểm binh của tòa cao cổng thành. Tiêu Chính Văn mặc chiến bào hoa văn rồng xanh, trên vai gắn quốc chương 6 sao ánh vàng rực rỡ, đội mũ lính, hai bên vành nón là một vòng ô lưu màu vàng, bảo vệ sao vàng sáng rực ở chính giữa. Lúc này hai mắt Tiêu Chính Văn đanh lại, nhìn về phía 100.000 binh lính trước mắt, sau lưng anh đeo hộp kiếm hẹp dài màu đen, trên người tỏa ra sát khí lạnh lùng và lửa giận ngút trời. Phía sau, từ Long Nhất đến Long Bát mặc tướng phục đứng san sát nhau, còn có tứ đại Long Tôn là Long Lân, Long Ngao, Long Hình và Long Nguyệt. Giờ khắc này, trời đất gió mây mất đi màu sắc vốn có. Cả bầu trời tối đen như mực, giống như đè ép cả Bắc Lương, khiến người ta không khỏi cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Bắc Lương! Bắc Lương! Bắc Lương! Bỗng nhiên, 100.000 quân phá long bên dưới đông nghịt không nhìn thấy điểm cuối, đồng loạt hô hào. Từng tiếng, Bắc Lương, chấn động trời đất, trong phạm vi trăm km cũng có thể nghe thấy tiếng gào thét này, khiến linh hồn người ta run rẩy. Nếu đối mặt với đại quân của kẻ địch, sợ là bọn chúng sớm đã nghe tiếng mà bỏ chạy rồi. Quá khủng khiếp! Cảnh tượng trước mắt quả thực khiến người ta kinh sợ. 100.000 đại quân, nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, chuẩn bị sẵn sàng tư thế hành động. Tiêu Chính Văn đứng trên bục điểm binh, giơ thẳng tay lấy hộp kiếm màu đen hẹp dài, sau đó mở ra, cầm long kiếm màu vàng giơ cao lên đỉnh đầu rồi chợt vung mạnh, gầm lên giận dữ toàn quân nghe lệnh. Xuất phát, tiêu diệt nhà họ Viên. Tuân lệnh, tuân lệnh, tuân lệnh, giây tiếp theo, 100.000 đại quân đồng loạt xoay người giống như sóng biển. Dậm chân xông về phía núi Tiềm Long. Khoảnh khắc đó, tiếng bước chân cộp 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 vang lên giữa trời đất, khiến người ta sôi trào nhiệt huyết. 100.000 đại quân nghe lệnh hành động, cảnh tượng hào hùng, quân uy lớn mạnh, sát khí tràn trề. Tiêu Chính Văn đưa mắt nhìn xuống 100.000 đại quân, vẻ lạnh lùng trong con ngươi cũng càng thêm phần kiên định. Tám long tướng nghe lệnh, Tiêu Chính Văn hét lên, có chúng tôi. Tám long tướng đồng loạt quỳ một chân xuống đất trả lời. Tám người đi theo đại quân, bao vây núi Tiềm Long, hễ nhà họ Viên có bất cứ hành động gì khác thường thì cứ thẳng thừng tiêu diệt, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, sát khí trong con người bắn ra bốn phía. Tuân lệnh, tám long tướng nhận lệnh lập tức đứng dậy, nhảy thẳng xuống từ trên tường thành, sau đó hóa thành tám đường sáng lấp lánh, nhanh chóng đuổi theo 100.000 đại quân trước mắt, hòa nhập vào trong đó. Tiếp sau đó, Tiêu Chính Văn lại nói, tứ đại Long Tôn nghe lệnh. Có thuộc hạ, đám người Long Lân cũng quỳ một chân xuống đất trả lời. Bốn người theo tôi đến nhà họ Viên, Tiêu Chính Văn nói, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt bắn ra hung bạo. Rõ, tứ đại Long Tôn đứng bật dậy, theo sát sát phía sau Tiêu Chính Văn. Giờ khắc này, giữa trời đất chỉ có năm người này. Trên cơ thể của mỗi người đều có hơi thở cường giả cấp bậc chủ soái ngút trời. Mà cùng lúc này, trong sơn trang nhà họ Viên đang tổ chức cuộc họp khẩn cấp. Năm trưởng lão ngồi trên vị trí đứng đầu, sắc mặt vô cùng khó coi và u ám. Dưới sảnh, một nhân vật hạng hai của nhà họ Viên chắp tay nói, thưa năm đại trưởng lão, theo tin mật báo vừa nhận được, 100.000 quân phá long của Tiêu Chính Văn đã đến núi Tiềm Long. Sát khí ngút trời, trông dáng vẻ thì lần này Tiêu Chính Văn đã quyết tâm hành động rồi. Chúng ta nên đối phó thế nào đây ạ? Nghe vậy, đám người nhà họ Viên trong sảnh nhao nhao bàn tán. Có kẻ mặt đầy vẻ giễu cợt, cười lạnh lùng chào phúng, ha ha. Một tên vua Bắc Lương nhỏ bé thôi mà, 100.000 đại quân thì đã sao chứ?
Lẽ nào cậu ta thật sự dám tấn công vào núi Tiềm Long của nhà họ Viên chúng ta sao? Không sai, tàn dư của nhà họ Tiêu mà thôi, không phải nhà họ Tiêu năm đó bị bốn gia tộc lớn chúng ta liên thủ tiêu diệt à? Bây giờ, tôi thấy cũng không cần lo lắng về tên Tiêu Chính Văn này đâu. 100.000 quân Bắc Lương ư, nhà họ Viên ta còn có 80.000 quân nhà họ Viên đấy. Chỉ cần cậu ta dám đến, thì chúng ta sẽ khiến quân Bắc Lương đội quân chưa từng bại trận của cậu ta chôn thân ở núi Tiềm Long. Đương nhiên, cũng có người mang đầy nét lo lắng trên khuôn mặt, mở miệng nói, trưởng lão. Chuyện này tuyệt đối không thể nóng vội. Lần này sợ là Tiêu Chính Văn đã quyết tâm muốn đối đầu với nhà họ Viên. 100.000 quân phá long của Bắc Lương đấy. Uy danh hiển hách, cho dù nhà họ Viên có 80.000 vệ quân thân cận, cũng chưa chắc có thể chịu nổi đòn tiến công của bọn họ. Trưởng lão, suy nghĩ cẩn thận đi ạ. Thiên tử không hề ra lệnh ngăn cản Tiêu Chính Văn, sợ rằng cũng đang cố tình làm vậy, chúng ta tuyệt đối đừng trở thành con cờ của thiên tử. Đối mặt với đủ ý kiến khác nhau bên dưới, năm trưởng lão cũng nhướng mày liếc nhìn nhau. Đột nhiên, sắc mặt tam trưởng lão hết sức khó coi, đập mạnh khiến bàn trà bên cạnh vỡ nát, lạnh lùng nói, đủ rồi. Ông đây đã quyết định, không cần thay đổi. Mọi người cứ làm tốt chuyện của mình. Hôm nay tên nhóc Tiêu Chính Văn này buộc phải chôn thân ở núi Tiềm Long. Lập tức truyền lệnh xuống, 80.000 quân nhà họ Viên lập tức hành động, bảo vệ núi Tiềm Long. Nếu quân Bắc Lương không chịu lui thì đánh. Nghe vậy, đám người nhà họ Viên đều hít sâu một hơi, nhưng không ai dám phản bác. Nhân vật hạng hai của nhà họ Viên kia cũng lập tức chắp tay ra khỏi sảnh lớn, đi truyền lệnh xuống bên dưới. Tiếp sau đó, tam trưởng lão liếc mắt nhìn sang một người, hỏi với giọng điệu lạnh lùng, liên lạc với bên phía ba gia tộc lớn còn lại thế nào rồi. Người kia vội đứng dậy, chắp tay cung kính nói, báo cáo tam trưởng lão. Ba gia tộc lớn còn lại không có hồi âm gì cả. Theo tôi thấy, bọn họ muốn yên lặng theo dõi, đợi đến khi tình thế thay đổi mới ra tay. Nghe thấy vậy, tam trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng giận dữ, hừ. Ba gia tộc cáo già, bọn họ đang muốn nhà họ Viên chúng ta xung đột với Bắc Lương, còn họ ngồi yên làm ngư ông đắc lợi đây mà. Nhị trưởng lão, ông thấy sao? Tam trưởng lão nhìn sang một ông cụ phía bên trái. Nhị trưởng lão có bộ râu và lông mày màu trắng, bộ dạng cao nhân đắc đạo, mặc đồ thái cực quyền màu trắng, lúc này mở to hai mắt, trong đôi mắt vô thức lóe lên một tia sáng. Sau đó cụ ta vuốt râu, bấm tay tính toán một hồi rồi nói, biến số quá nhiều, tôi cũng không tính ra được. Tình cảnh này, khó bề phân biệt, đề nghị của tôi là lập tức dừng lại. Không được, tuyệt đối không được, tôi đã quyết định rồi, lần này nhất định phải diệt Tiêu Chính Văn. Tam trưởng lão lập tức hét lên, dường như rất bất mãn với đề nghị của nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng khẽ lắc đầu, tiếp tục nhắm mắt. Lúc này, một tên lính mặc quân phục xông vào, quỳ một chân xuống đất, thở hổn hển nói lớn, báo. Quân phá long của Bắc Lương, cách núi Tiềm Long 20 km. Cái gì, 20 km sao, bọn họ hành động nhanh vậy sao? Tam trưởng lão nghe vậy thì nhíu mày, sắc mặt rất khó coi. Vừa dứt lời không bao lâu, một tên lính khác xông vào, quỳ dưới đất, hô to, báo. Quân phá long của Bắc Lương cách núi Tiềm Long 15 km. Câu nói này khiến cả đại sảnh như nổ tung. Thời gian trước sau không quá 5-6 phút, quân phá long của Bắc Lương được trang bị đầy đủ vũ trang, đã lao nhanh 5 km. Hơn nữa còn ở vùng núi. Quá khủng khiếp. Không hổ là quân phá long của Bắc Lương và vị chủ soái bất bại chưa từng thua trận nào. Chương 751, trên bậc thang đá đến nhà họ Viên. Tiếp tục theo dõi. Tam trưởng lão lạnh lùng nói, vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng. Nhanh quá, quân phá long của Bắc Lương đang hành quân với tốc độ cực kỳ nhanh. Sau đó, một binh lính xông vào, hốt hoảng cấp báo. Mỗi một tiếng báo cáo hành quân đều có thể khiến người nhà họ Viên trong sảnh lớn đứng ngồi không yên, sắc mặt càng lúc càng trở nên nghiêm trọng. Báo, quân phá long Bắc Lương cách núi Tiềm Long 10 km. Báo, quân phá long Bắc Lương cách núi Tiềm Long 5 km. Báo, quân phá long Bắc Lương cách núi Tiềm Long 3 km. Báo, quân phá long Bắc Lương cách núi Tiềm Long 1 km. Bọn chúng đóng quân tại chỗ rồi. Cách núi Tiềm Long 1 km. Đóng quân tại chỗ.
Tam trưởng lão sững sờ, nhìn chằm chằm binh lính trước mặt, lo lắng hỏi, tin báo chính xác chứ? Binh lính kia xác nhận, thưa Tam trưởng lão, thông tin vô cùng chính xác. 100.000 quân Bắc Lương đóng quân tại chỗ cách núi Tiềm Long chỉ 1 km. Lui ra ngoài đi. Sau khi nghe xong, Tam trưởng lão xua tay, rồi quay người đi đi lại lại trong sảnh lớn, suy nghĩ ý đồ tiến quân của quân Bắc Lương. Sao có thể đóng quân tại chỗ chứ? Tam trưởng lão tự lẩm bẩm. Lúc này, Viên Nho Lâm đứng dậy nói, Tam trưởng lão, theo tôi thấy, quân Bắc Lương chỉ muốn ra quân tỏ rõ oai quyền chứ không dám đánh. Nghe vậy, Tam trưởng lão nhíu mày, quay người nhìn đại trưởng lão đang ngồi ở trên, hỏi, đại trưởng lão, ý của ông thì sao? Có muốn ra tay không? Đại trưởng lão đang nhìn về nơi xa xôi, trầm ngâm một lát rồi mới nói, nếu quân Bắc Lương không có động tĩnh gì nữa thì quân nhà họ Viên chúng ta cũng không cần ra tay, cứ đợi là được. Đợi cái gì? Tam trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão cười nói, đợi Tiêu Chính Văn, cậu ta sắp đến rồi. Sắp đến rồi. Nghe vậy, Tam trưởng lão quay người lại, nhìn về hướng cửa chính. Ở đó, ngoài lối đi lát đá cẩm thạch dài hàng nghìn mét, có 999 bậc thang đá dẫn đến chân núi. Muốn vào sơn trang nhà họ Viên thì phải bước lên bậc đá đó. Mà lúc này, dưới chân núi, xung quanh Tiêu Chính Văn và Tứ Đại Long Tôn đã có rất nhiều sát thủ bóng đêm và vệ sĩ nhà họ Viên ngã sóng xoài dưới đất. Lúc này, Tiêu Chính Văn mặc chiến bào hoa văn rồng xanh vô cùng đẹp trai, trên lưng đeo một vỏ kiếm dài màu đen, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn 999 bậc thang đá. Cộp, một giây sau, Tiêu Chính Văn nhấc chân, bước lên bậc thang đá. Sau đó từng bước đi lên, hướng về phía sơn trang ở lưng chừng núi. Sau lưng, Tứ Đại Long Tôn lạnh lùng quan sát xung quanh với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Vụt, vài bóng đen từ khu rừng rậm hai bên bay ra, lao thẳng vào đám người Tiêu Chính Văn. Nhưng, bịch 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 vài tiếng. Những bóng đen vừa rồi bay thẳng ra xa. Long Lân giơ nắm đấm lên, đấm chết một tên cầm dao đang lao về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, bóng đen đó bị một quyền đánh đến mức máu thịt be bét. Long Nguyệt cũng vung tay lên, rút dao găm từ thắt lưng ra, chém một tên làm đôi. Bậc thang đá trắng dở đã loang lổ vết máu. Mới bước lên 20-30 bậc, đám người Tiêu Chính Văn đã bị hai nhóm người tấn công. Nhưng chẳng nhằm nhò gì cả, đám người này đều trở thành xác chết nằm la liệt dưới đất. Phía sau lưng, những bậc thang đá trắng dở đã bị máu nhuốm đỏ. Mà Tiêu Chính Văn cả quãng đường không hề dừng bước, tay chắp sau lưng, trên lưng đeo vỏ kiếm đen, vững bước về phía trước. Càng lên cao, số người tập kích càng đông, số lần tập kích cũng càng nhiều, thực lực của người tấn công càng mạnh hơn. Tiếp theo có vài tên sát thủ quân vương tấn công, điều này cũng khiến trong lòng đám người Long Lân hơi gợn sóng. Nhà họ Viên này cũng mạnh thật đấy. Sát thủ cấp quân vương cũng bị coi như bia đỡ đạn. Giác, Long Lân bóp cổ một vị cao thủ cấp quân vương, giơ lên cao rồi ném xuống núi. Lúc này, bọn họ đã đến bậc chính giữa của 999 bậc thang đá. Tại đây, tốc độ của Tiêu Chính Văn chậm lại, cộp, lúc tiến lên một bước nữa. Vù vù, sáu bóng người đột nhiên xuất hiện ngay phía trên đám người Tiêu Chính Văn, chỉ cách bọn họ 10 bậc thang đá. Toàn thân sáu bóng người này tỏa ra sát khí quái dị và hơi thở đáng sợ. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, thì thào nói, chiến thần. Tứ Đại Long Tôn cũng nhíu mày. Đây mới chỉ là nửa chặng đường mà đã gặp cường giả cấp chiến thần rồi. Với hơi thở này, có lẽ là sáu chiến thần đúng chuẩn. Lúc này, sáu cường giả cấp chiến thần tràn đầy sát khí, tức giận quát lớn, vua Bắc Lương. Đây là sơn trang nhà họ Viên, xin mời quay lại. Nếu tiến thêm một bước nữa thì tôi không khách khí đâu. Nghe vậy, khóe miệng Tiêu Chính Văn nhếch lên giễu cợt, nói, ồ, thật sao, vậy tôi cũng muốn thử xem các người có thể làm gì. Nói xong, Tiêu Chính Văn nhấc chân, bước lên một bước. Giết, lúc này, sáu cường giả cấp chiến thần vội lao đến tấn công Tiêu Chính Văn. Nhưng vẻ mặt Tiêu Chính Văn không hề thay đổi, anh vẫn tiếp tục bước lên phía trước. Sau lưng anh, Long Ngao lao thẳng lên trước như một luồng sáng màu đen. Bịch bịch bịch, trong phút chốc, sáu vị cường giả cấp chiến thần đồng loạt bay ra như cỏ dại. Lúc này, Long Ngao như một thanh kiếm sắc bén phóng tới, giết chết sáu chiến thần chỉ bằng một chiêu.
Sáu cường giả cấp chiến thần còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy phía trước có một bóng đen lao đến, sau đó bọn họ bay ra ngoài. Đồng thời, bọn họ cũng cảm thấy vùng ngực lõm xuống, miệng phun ra một ngụm máu tươi, sinh khí trong cơ thể nhanh chóng biến mất. Lúc ngã xuống bậc đá, bọn họ đã trở thành sáu xác chết lạnh băng. Tiêu Chính Văn bước qua xác họ, tiến lên phía trước. Sáu cường giả cấp chiến thần chết tức tưởi trên bậc thang đá. Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì nhất định sẽ gây náo động. Chiến thần đấy. Đây là cảnh giới mà rất nhiều người chưa thể đạt tới. Sức mạnh siêu cấp như vậy đã vượt qua rất nhiều người và được người khác ngưỡng mộ. Nhưng ở đây, bọn họ chỉ là những xác chết lạnh cứng. Tiếp theo, một trăm bậc thang đá đều có vài vị chiến thần ngăn cản. Năm chiến thần huyền cấp 2 sao xuất hiện. Bọn họ không hề nhiều lời đã lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Lúc này, Long Hình phóng ra mấy con dao găm, lập tức xuyên qua ngực của năm người, máu tươi lập tức chảy ra, ướt đẫm cả một mảng. Rầm, năm cường giả chiến thần huyền cấp 2 sao rơi xuống bậc đá, ngã trong vũng máu rồi lăn xuống dưới. Lúc này, 700 bậc thang đá bên dưới loang lổ vết máu, khắp nơi đều là xác chết. Mà Tiêu Chính Văn vẫn không dừng bước, sát khí càng lúc càng mạnh hơn. Bậc thang đá thứ 800. Có 4 cường giả chiến thần địa cấp 3 sao xuất hiện. Long Hình và Long Nguyệt hợp lực, giết bọn họ trong vài giây. 4 xác chết cũng rơi xuống bậc đá. Bậc thang đá thứ 900. 3 cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao. Toàn thân đằng đằng sát khí, đủ sức để răn đe 1 triệu quân. Lần này, tam đại Long Tôn là Long Ngạo, Long Hình và Long Nguyệt cùng hợp lực, toàn thân tỏa ra một loại hơi thở kỳ quái, giống như mũi tên sắc bén đâm thẳng vào vị cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao. Chương 752, hôm nay bản soái phải giết hết. Nếu là trước đây, bất kỳ ai trong tứ đại Long Tôn đều có thể đánh với 3 vị này hàng giờ đồng hồ. Nhưng bây giờ họ không có thời gian nên phải đánh nhanh thắng nhanh, không được làm lỡ thời gian của Long Vương. Do đó một người đấu với một người. Chỉ trong phút chốc, 3 vị cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao đã quỳ trên bậc thềm, sau đó ngã xuống vũng máu. 3 chiến thần thiên cấp 4 sao cứ thế mà chết tức tưởi. Khủng khiếp thật. Nếu người ngoài giới biết được nhất định sẽ dẫn đến một cuộc thảo luận không dứt. Vốn dĩ đã có rất ít cường giả chiến thần. Huống gì còn là chiến thần thiên cấp 4 sao? Những người như vậy có đủ khả năng để đơn phương độc mã đánh với một đại quân hàng chục nghìn lính. Nhưng ở nơi này họ chỉ có thể trở thành thi thể trong vũng máu. Còn Tiêu Chính Văn từ đầu đến cuối không hề ra tay, anh vẫn bình thản chắp hai tay sau lưng bước ngang qua 3 thi thể của cường giả chiến thần thiên cấp 4 sao bước đi tiếp. Cuối cùng cũng đi hết 999 bậc thang đó. Tiêu Chính Văn và Tứ Đại Long Tôn đứng trên quảng trường cực lớn của nhà họ Viên. Trước mặt là một bãi đất trống có vẻ giống nơi tập võ, hai bên là 8 cột đá khổng lồ cao hàng chục mét. Trên mỗi cột đá đều khắc hình rồng phượng đang bay lượn, mây trời uốn quanh. Cả quảng trường khoảng hàng nghìn mét vuông, vô cùng rộng lớn, trang nghiêm. Nhất là lúc này có 5 bóng người già nua đang chắp tay đứng ở chính giữa quảng trường rộng lớn, bộ đồ trên người tung bay. Cả người đều được bao phủ bởi hơi thở mạnh mẽ. Phía sau 5 bóng người này là 450 người đại diện của nhà họ Viên đều tức giận nhìn chằm chằm vào 5 người Tiêu Chính Văn đang bước từng bước lên bậc thang. Tiêu Chính Văn mặc chiến bào hoa văn rồng xanh, trên lưng là vỏ kiếm dài hẹp màu đen sải bước đi đến quảng trường, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chòng chọc vào 5 bóng người đối diện. Trong khoảnh khắc này, Tiêu Chính Văn nhận ra 5 người này đều là cường giả cấp chủ soái. Dù họ đã thu lại và giấu đi hơi thở của mình nhưng lông mày họ thi thoảng vẫn để lộ ra khí tức, chắc chắn là cường giả cấp chủ soái mới có loại khí tức đó. Đây chính là 5 trưởng lão nhà họ Viên. 5 cường giả cấp chủ soái. Tiêu Chính Văn bước đến chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lóe lên tia sáng rét lạnh nhìn chằm chằm vào 5 vị trưởng lão đối diện nói, 5 trưởng lão nhà họ Viên. Nghe vậy, tam trưởng lão nhướng mày tức giận nói, hỗn xược. Tiêu Chính Văn thấy 5 vị trưởng lão nhà họ Viên sao không quỳ xuống chào hỏi. Phải đó, quỳ xuống. Đúng là hỗn láo, nơi này là nhà họ Viên, phải quỳ xuống chào 5 vị trưởng lão. Tiêu Chính Văn, quỳ xuống. Ngay tức khắc, đám người nhà họ Viên ở đằng sau 5 vị trưởng lão đều nhao nhao lên tiếng chỉ trích.
Tiêu Chính Văn chỉ nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng cười nói, muốn tôi quỳ xuống trước mặt năm vị trưởng lão của các người à? E là năm vị trưởng lão còn chưa đủ tư cách đó. Câu này khiến đám người nhà họ Viên ở đó đều hoảng sợ. Sau đó bọn họ càng tức giận, tiếng chỉ trích và mắng nhiếc càng hăng hơn, bao trùm cả quảng trường. Tiêu Chính Văn không hề động đậy, cả người vẫn đứng thẳng, thái độ uy nghiêm, chiến bào hoa văn rồng xanh dưới ánh tà dương như được phủ thêm một lớp màu đỏ vàng, tựa như một bậc thần trên trần gian. Giây phút đó, cả người Tiêu Chính Văn toát ra hơi thở như hủy diệt thế giới lập tức bao trùm lên cả quảng trường khiến đám người nhà họ Viên đều ngậm miệng lại, run lên bần bật. Hơi thở đáng sợ quá. Đây là sát khí của chủ soái Bắc Lương sao? Đây là khí thế của chủ soái Sáu Sao à? Đáng sợ quá. Khoảnh khắc đó, đám người nhà họ Viên có cảm giác như đang đối diện với thần chết, không ai dám nhìn thẳng vào anh. Còn năm vị trưởng lão nhà họ Viên nhíu chặt mày. Hỗn láo, cậu cũng dám giải phóng khí thế trong địa giới của nhà họ Viên để làm bọn tôi hoảng sợ à? Tam trưởng lão lập tức nổi giận quát, sau đó trên người cụ ta cũng toát ra hơi thở vô cùng đáng sợ. Hơi thở này như vực thẳm khiến người ta sợ hãi, không dám đến gần. Là hơi thở của chủ soái thiên cấp 4 sao? Tam trưởng lão nhà họ Viên thế mà lại là chủ soái thiên cấp 4 sao? Cùng lúc đó bốn vị trưởng lão khác đều sa sầm mặt mày, tức giận nói, Tiêu Chính Văn, nơi này là nhà họ Viên, không cho phép cậu hỗn láo như vậy. Vừa dứt lời, bốn trưởng lão đồng loạt toát ra khí tức trên người mình. Rầm rầm rầm, bốn luồng khí tức kinh người như mấy trụ cột khổng lồ lao thẳng lên trời. Ngay lúc đó, hơi thở trên người năm vị trưởng lão này như một cột khí hữu hình xuyên qua đám mây trên bầu trời. Năm luồng khí lập tức quét qua cả quảng trường, ngang tài ngang sức với khí tức trên người Tiêu Chính Văn. Cả người ngũ trưởng lão toát ra hơi thở của chủ soái thiên cấp 4 sao. Tứ trưởng lão cũng toát ra hơi thở của chủ soái thiên cấp 4 sao nhưng mạnh hơn tam trưởng lão và ngũ trưởng lão. Còn nhị trưởng lão tất nhiên là một bậc cường giả chủ soái 5 sao danh xứng với thực. Hơi thở trên người vô cùng nồng đậm. Đáng sợ nhất là đại trưởng lão đứng ở giữa 5 người, hơi thở trên người là hơi thở đỉnh cao của cường giả cấp chủ soái 5 sao, có thể cảm nhận được gần đột phá đến 6 sao. Thật đáng sợ. Quá khủng khiếp. Năm vị trưởng lão nhà họ Viên này có hai chủ soái 5 sao và ba chủ soái thiên cấp 4 sao. Đây là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ đến. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng nhíu mày, kinh ngạc bởi sự lợi hại của nhà họ Viên. Thảo nào nhà họ Viên có thể trở thành một trong bốn gia tộc lãnh đời lớn của Hoa Quốc. Sức mạnh này đúng là đáng sợ thật. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn không hề e sợ. Lúc này Tứ Đại Long Tôn ở phía sau anh bước đến, cũng giải phóng khí thế trên người mình. Rầm rầm rầm, bốn luồng khí tức chủ soái 3 sao bạo phát trên quảng trường. Trong phút chốc, 10 người của hai bên đều là cường giả cấp chủ soái. Mặc dù Tứ Đại Long Tôn bên Tiêu Chính Văn là chủ soái cấp 3 sao nhưng Tiêu Chính Văn vốn dĩ đã là một cường giả 6 sao hàng thật giá thật. Thế nên nhìn tổng thể, có thể thấy được 5 vị trưởng lão nhà họ Viên đang bị lép vế. Năm vị trưởng lão nhà họ Viên cũng nhìn ra được điều này. Sắc mặt ai nấy cũng trở nên xám xịt. Tiêu Chính Văn này khó giải quyết hơn họ nghĩ. Cường giả 6 sao quả nhiên không tầm thường. Nhưng nhà họ Viên không sợ. Lúc này tam trưởng lão lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn nói, Tiêu Chính Văn, tôi khuyên cậu lập tức xuống núi. Tùy tiện xông vào sơn trang nhà họ Viên là tội chết. Nếu không xuống núi thì đây sẽ là nơi chôn xác của cậu đấy. Nghe cụ ta nói vậy, Tiêu Chính Văn nhếch miệng cười nhạt, sau đó cả người anh càng bộc phát ra sát khí mạnh mẽ hơn. Luồng sát khí này ngút trời, khuấy đảo mây trời làm long trời lở đất, lập tức quét sạch Càn Long. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn nhướng mày, sát khí tràn trề, rút vỏ kiếm màu đen sau lưng xuống và nói, nhà họ Viên nghe rõ đây. Hôm nay, tôi nhất định phải giết Viên Văn Sinh, nếu năm vị trưởng lão nhà họ Viên dám cản trở tôi. Vậy tôi cũng giết sạch luôn. Hôm nay tôi cũng muốn năm vị trả lại món nợ máu năm đó của nhà họ Tiêu. Chương 753, chém chết. Đại trưởng lão trong nháy mắt, cả quảng trường im lặng như tờ. Tất cả người nhà họ Viên đều hít sâu một hơi khí lạnh, nhìn Tiêu Chính Văn đang từ từ lấy vỏ kiếm xuống với ánh mắt hoảng sợ.
Tiêu Chính Văn này lại kiêu căng ngạo mạn như vậy. Còn muốn chém chết Viên Văn Sinh trước mặt năm trưởng lão nhà họ Viên ư? Điều ngông cuồng hơn là anh còn muốn đòi nợ chuyện của nhà họ Tiêu năm đó với nhà họ Viên. Nực cười, quá nực cười, lúc đó, không ít người nhà họ Viên đều mang vẻ mặt chế nhạo và lạnh lùng, quát lớn Tiêu Chính Văn. Mày đúng là không biết tự lượng sức mình, đây là nhà họ Viên, trước mặt mày là năm trưởng lão của nhà họ Viên đấy. Hừ, nhà họ Tiêu đã trở thành quá khứ, cũng không có cách nào đánh đồng với nhà họ Viên được nữa. Tao khuyên mày mau chóng quỳ xuống dập đầu nhận lỗi với năm vị trưởng lão. Đồng thời chủ động từ chức vua Bắc Lương đi. Dẫn theo bốn người mà muốn xông vào sơn trang nhà họ Viên của tao à? Đúng là muốn chết. Tiếng quát mắng và chế nhạo bao trùm cả quảng trường. Lúc này vẻ mặt của năm trưởng lão nhà họ Viên cũng càng lạnh lùng, chăm chú nhìn Tiêu Chính Văn đang lấy vỏ kiếm xuống. Khoảnh khắc đó, năm người bọn họ đều có một loại ảo giác, giống như thứ trong vỏ kiếm kia vô cùng ghê gớm. Sẽ là cái gì đây? Lại có thể mang đến cho bọn họ cảm giác bất an và sợ hãi mãnh liệt đến thế. Thằng nhãi Tiêu Chính Văn, ông đây khuyên cậu lần cuối, lập tức xuống núi, quay về đường cũ. Nếu không, hôm nay đây sẽ là đất chôn thân của cậu. Tam trưởng lão gầm thét, lông mày dựng ngược, đầy vẻ tức giận trên gương mặt. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn chỉ cười khẩy, vỏ kiếm trong tay chợt đập mạnh xuống đất. Rầm, trong nháy mắt, gạch xanh đá hoa trên mặt đất liền bị vỏ kiếm làm vỡ nát, tạo nên vết nứt dày đặc như mạng nhện. Điều đáng sợ hơn là khoảnh khắc đó sát khí và kiếm khí trong vỏ kiếm cuộn trào mãnh liệt. Sát khí và kiếm khí này càn quét mười mấy km, trong nháy mắt đã bao phủ cả sơn trang nhà họ Viên. Năm trưởng lão nhà họ Viên cũng thầm run rẩy, chân mày ai nấy đều nhíu chặt, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Bọn họ đã thật sự hoảng sợ. Lúc này, Tiêu Chính Văn mở vỏ kiếm, rút long kiếm màu vàng từ trong vỏ kiếm ra. Bỗng chốc, long kiếm màu vàng chói lóa cả mắt, tản ra sát khí và kiếm khí khiến người ta không nhịn được muốn quỳ xuống cúi lạy. Tay phải Tiêu Chính Văn cầm long kiếm, vung lên không trung, một luồng sát khí càn quét khắp nơi, tạo ra khe hở khổng lồ trên mặt đất. Giờ khắc này, tất cả người nhà họ Viên đều sững sờ, mặt đầy vẻ hoảng sợ. Bọn họ không biết long kiếm, nhưng lại cảm nhận được sát khí và kiếm khí vô cùng khủng khiếp trên thanh long kiếm đó. Còn về năm trưởng lão của nhà họ Viên, lúc này sớm đã trợn tròn hai mắt khiếp sợ, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Long kiếm. Không ngờ lại là long kiếm. Vậy mà thiên tử lại giao long kiếm cho cậu ta. Trong lòng năm trưởng lão đã dấy lên sóng to gió lớn. Long kiếm. Cội nguồn truyền quốc của Hoa Quốc, trên chém hôn quân, dưới chém gian thần. Cầm thanh kiếm này đồng nghĩa với việc nắm giữ toàn bộ huyết mạch của Hoa Quốc, nắm giữ hàng tỷ người dân cả Hoa Quốc trong lòng bàn tay, đại diện cho thiên tử làm chuyện theo lẽ trời. Dường như trong nháy mắt, khuôn mặt của năm trưởng lão nhà họ Viên đông cứng lại, đưa mắt nhìn nhau, trầm giọng nói tên này không giữ được. Buộc phải giết, tay cậu ta cầm long kiếm là muốn tiêu diệt nhà họ Viên đây mà. Tính sai rồi, không ngờ thiên tử thật sự đã tham gia, vậy mà lại giao long kiếm cho cậu ta. Giết, năm trưởng lão nhà họ Viên bất ngờ ra tay, toàn bộ xông lên liều chết với Tiêu Chính Văn. Bỗng nhiên, năm luồng sức mạnh cường giả cấp bậc chủ soái cuộn cuộn khắp đất trời, tựa như năm con rồng lớn, lao thẳng về phía Tiêu Chính Văn, tập kích dồn dập. Tiêu Chính Văn nheo mắt, khóe miệng nở nụ cười nhạt, tay cầm long kiếm màu vàng. Tứ đại long tôn bên cạnh lập tức hành động, hóa thành bốn luồng ánh sáng chói lóa, chia nhau ra chống lại bốn trưởng lão đối diện. Tiêu Chính Văn cũng bắt đầu bước từng bước, cuối cùng hóa thành luồng sáng lao nhanh về phía trước, liều giết đại trưởng lão trong số năm trưởng lão. Bởi vì cụ ta là người có thực lực mạnh nhất trong số năm trưởng lão nhà họ Viên. Cường giả đỉnh cao cấp bậc chủ soái 5 sao, sắp đạt đến cảnh giới 6 sao. Đương nhiên đại trưởng lão cũng không hề xem thường Tiêu Chính Văn, ngay lập tức hai chân cụ ta nhún xuống đất xông thẳng về phía Tiêu Chính Văn, tung ra một đòn với sức mạnh khủng khiếp về phía lồng ngực của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng giơ tay lên phản đòn. Hai tay va chạm vào nhau, bùng nổ luồng sức mạnh ngút trời. Đại trưởng lão bỗng thụt lùi mấy bước, sắc mặt hoảng sợ, ánh mắt đanh lại. Còn Tiêu Chính Văn vẫn như núi cao đứng sừng sững tại chỗ. Sát khí lạnh lùng trong mắt tản ra bốn phía,
trầm giọng nói, hôm nay, bản soái phải chém chết Viên Văn Sinh. Kẻ nào dám cản? Đại trưởng lão cau mày, tức giận nói, thằng nhãi ngông cuồng. Ở đây là nhà họ Viên, không phải Bắc Lương của cậu. Chịu chết đi. Vừa dứt lời, đại trưởng lão lại xông lên liều chết lần nữa, mỗi một nắm đấm và cú đá đều mang theo sát khí khủng khiếp ngút trời. Tiêu Chính Văn cũng không tránh né, lại tiếp tục giao đấu với đại trưởng lão. Cuộc chiến giữa hai người chiếm diện tích hơn nửa quảng trường. Trận đấu xung quanh ở bên còn lại, tứ đại long tôn của Điện Thần Long đối đầu với bốn trưởng lão của nhà họ Viên, rõ ràng không hề thoải mái. Suy cho cùng, bốn trưởng lão của nhà họ Viên thấp nhất cũng là cường giả cấp bậc chủ soái 4 sao. Cho nên tình hình chiến đấu từ lúc bắt đầu đã nghiêng về một phía. Tứ đại long tôn không ngừng gắng gượng chống đỡ sự tấn công của bốn trưởng lão là vì không để bốn người bọn họ tiến lên làm phiền Long Vương. Phụt, Long Lân bị một cước của nhị trưởng lão đá bay, nôn ra ngụm máu tươi, đập mạnh vào cột đá lớn bên cạnh, sau đó ngã nhào xuống đất. Mắt của nhị trưởng lão nheo lại, nhìn Long Lân dưới đất, xoay người nhìn sang đại trưởng lão và Tiêu Chính Văn đang chiến đấu ác liệt bên kia, cụ ta không hề do dự muốn lao qua giúp đỡ. Nhưng trong nháy mắt Long Lân lại áp sát, lần nữa lao tới, siết chặt nắm đấm thép, gắng gượng xông lên. Nhị trưởng lão nghiêng người tránh né, nhíu mày hàng lông mày rậm, nói với giọng điệu lạnh lùng, nhóc con. Cậu như vậy là đang tự tìm đường chết đấy, đáng không? Long Lân lau máu tươi nơi khóe miệng, nở nụ cười khẩy, ánh mắt kiên định, nói chết vì Long Vương, đáng. Dứt lời, Long Lân lại xông đến liều mạng lần nữa. Trong chớp mắt, nhị trưởng lão và Long Lân lại chiến đấu, nhưng tình hình bất ổn, Long Lân hoàn toàn bị đánh bẹp, trên người cũng đã trúng vô số quyền cứa. Si cùng lúc đó, tình hình của Long Ngao, Long Hình và Long Nguyệt bên kia cũng không khác Long Lân là mấy, đều không hề dễ chịu. Còn Tiêu Chính Văn đang cầm Long Kiếm, vung ra chém một nhát khiến một cánh tay của đại trưởng lão đứt lìa, máu tươi bắn tung tóe. Đại trưởng lão lùi về sau mấy chục bước. Ôm cánh tay bị cụt máu chảy đầm đìa, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn cầm kiếm bước từng bước đi về phía cụ ta, giận dữ gào thét thằng nhãi Tiêu Chính Văn. Cậu thật sự dám giết tôi sao? Đây là nhà họ Viên đấy. Là một trong bốn gia tộc lánh đời lớn của Hoa Quốc. Nếu cậu dám giết tôi, ắt sẽ khiến Hoa Quốc hỗn loạn. Đến lúc đó, cậu không gánh nổi trách nhiệm đâu. Hơn nữa, nhà họ Viên tôi không phải. Phụt. Đại trưởng lão gào thét, nhưng còn chưa nói xong, bóng người Tiêu Chính Văn đã hóa thành một luồng sáng chói mắt, tay anh cầm Long Kiếm, một nhát đâm xuyên ngực đại trưởng lão. Máu tươi bắn ra như gió bão. Đại trưởng lão trợn to mắt, cúi xuống nhìn Long Kiếm màu vàng trước ngực mình. Cụ ta không dám tin, tên nhóc Tiêu Chính Văn này lại thật sự dám giết mình. Đây là nhà họ Viên đấy. Chương 754, chém chết. Viên Văn Sinh rầm, Tiêu Chính Văn chỉ nói bên tai đại trưởng lão đúng hai câu, giơ tay, rút kiếm. Long kiếm dần dần rút ra từ trong cơ thể đại trưởng lão, sau đó máu tươi phun ra càng nhiều hơn. Bịch một tiếng, đại trưởng lão ngã xuống đất, cả người be bét máu, trong miệng cũng phun ra đầy máu tươi, khó khăn thốt lên một câu, Tiêu Chính Văn, cậu thật sự dám ra tay giết người, dù tôi có xuống suối vàng, làm ma cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Bộp, Tiêu Chính Văn giơ chân lên, đá văng đại trưởng lão ra xa mấy chục mét, tạo thành một đường vòng cung trên không trung sau đó nặng nề ngã phịch xuống đất, lăn lộn mười mấy vòng. Cảnh tượng này đương nhiên thu hút sự chú ý của bốn trưởng lão nhà họ Viên đang chiến đấu đằng xa. Ngay lập tức, bọn họ gào mồm lên, đại trưởng lão. Đám người nhà họ Viên đứng đằng xa xem trận đấu cũng trợn mắt há mồm kinh hãi. Đại trưởng lão chết rồi ư? Chuyện này sao có thể chứ? Tiêu Chính Văn đứng giữa quảng trường, giơ cao Long Kiếm hô lên, bản soái đã giết chết đại trưởng lão của nhà họ Viên. Những ai không muốn chết thì lập tức quỳ xuống đền tội. Nếu không sẽ trở thành vong hồn dưới lưỡi kiếm này. Lời nói này giống như mang theo tiếng sấm vang dội, vang vọng khắp quảng trường, chấn động cả sơn trang nhà họ Viên. Gần như trong nháy mắt, 4-50 nhân vật đại diện nhà họ Viên đều quỳ hết xuống đất. Sắc mặt lo sợ nhìn Tiêu Chính Văn đang giơ thanh Long Kiếm lên dưới ánh chiều tà. Khoảnh khắc đó, anh giống như người chấp pháp giữa trời đất. Mà lúc này,
Bốn trưởng lão còn lại cũng không buồn quan tâm tới tứ đại Long Tôn đang đối đầu trước mắt nữa mà đều lao tới muốn giết chết Tiêu Chính Văn. Trong nháy mắt, bốn luồng sức mạnh khủng bố giống như đảo tung cả quảng trường mà xông về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, dám giết đại trưởng lão của nhà họ Viên bọn tao, mày đáng chết. Lấy mạng hắn. Tử sĩ nhà họ Viên, giết chết hắn. Ngay lập tức, mấy chục bóng người lập tức xông ra từ bốn phía, mang theo hơi thở và sát khí khủng bố lao vào đòi mạng Tiêu Chính Văn. Mấy chục người này, thấp nhất cũng có thực lực cấp quân vương. Trong đó, còn có mười mấy cường giả cấp chiến thần. Đối diện với chiến lực mạnh mẽ như vậy, dù có là một chủ soái thiên cấp 4 sao thì cũng giật mình sợ hãi, nuốt hận vào trong. Thế nhưng, Tiêu Chính Văn không hề lo sợ. Anh lạnh lùng nhìn đám tử sĩ đang xông đến giết mình từ bốn phương tám hướng, ngay lập tức, sát khí khủng bố liền xuất hiện, tay cầm long kiếm chủ động ra đòn. Giết, trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn giống như một sát thần khát máu, đi qua nơi nào cũng có xác người bay lên, máu me đầm đìa. Chẳng mấy chốc, 7, 8 tử sĩ cấp quân vương đều bị Tiêu Chính Văn giết hạ chỉ với một nhát kiếm. Bốn trưởng lão nhà họ Viên nhìn đại trưởng lão nằm trong vũng máu, gương mặt ngập tràn vẻ phẫn nộ và kích động. Tiếp đó, bọn họ cau mày nhìn về phía Tiêu Chính Văn giống như Tu La đang đứng cách đó không xa, cùng đưa mắt nhìn nhau rồi lập tức xông đến tham gia chiến đấu. Bốn trưởng lão cường giả chủ soái thiên cấp 4 sao lao đến, lập tức khiến Tiêu Chính Văn cảm nhận được áp lực to lớn. Tứ đại Long Tôn bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này thì lập tức lết theo cơ thể mệt mỏi do bị trọng thương xông về phía đám tử sĩ kia, giảm bớt áp lực cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cũng cầm long kiếm xông về phía bốn trưởng lão. Mà cùng lúc này, trong một căn nhà nằm ở sân sau sơn trang nhà họ Viên. Viên Văn Sinh vô cùng lo lắng đi đi lại lại trong vườn. Người đâu, Viên Văn Sinh hô lên. Ngay sau đó, một tên thuộc hạ vội vàng chạy đến. Cung kính nói, đại nhân, ông có gì dặn dò ạ? Bên ngoài bây giờ thế nào rồi? Tiêu Chính Văn đã chết chưa? Năm trưởng lão đã giết được hắn chưa? Viên Văn Sinh sốt ruột hỏi. Ông ta không hề biết những chuyện xảy ra bên ngoài. Tên thuộc hạ đó lắc đầu nói, đại nhân, tiểu nhân không biết. Thế nhưng theo những gì tiểu nhân thấy, có năm trưởng lão ra tay thì hôm nay tên Tiêu Chính Văn nhất định sẽ chết ở nhà họ Viên chúng ta thôi. Xin đại nhân cứ yên tâm đợi buổi tiệc chúc mừng. Nghe đến đây, Viên Văn Sinh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nói, đúng thế. Có năm trưởng lão ra mặt thay tôi còn lo lắng cái gì nữa chứ? Một mình Tiêu Chính Văn mà có thể giết hết năm trưởng lão rồi lật đổ cả nhà họ Viên hay sao? Thế nhưng, vừa nói dứt lời, cánh cổng lớn bị người ta dùng kiếm phá tung. Sau đó, một bóng người be bét máu. Mang theo sát khí ngút trời, tay cầm long kiếm màu vàng kim bước vào từ phía cổng. Mỗi một bước chân đặt xuống đều mang theo hơi thở khủng bố làm cho người khác phải run sợ. Viên Văn Sinh lập tức ngẩng đầu lên nhìn, vẻ mặt kinh ngạc, sợ hãi đến mức cả người run lên lẩy bẩy. Ông ta chỉ vào bóng người cầm thanh long kiếm màu vàng vẫn đang còn nhỏ máu, hỏi với vẻ kinh hãi tột độ, cậu, sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đã bị năm trưởng lão giết chết ở bên ngoài rồi sao? Bóng người trước mắt Viên Văn Sinh không ai khác mà chính là Tiêu Chính Văn cùng long kiếm trên tay. Khoảnh khắc này, hai mắt Tiêu Chính Văn như hóa thành cặp mắt của Tu La, mang theo sát khí lạnh thấu xương, trừng mắt nhìn Viên Văn Sinh, từng bước tiến lại gần. Năm ông già của nhà họ Viên đã bị tôi giết cả rồi. Viên Văn Sinh, tiếp theo sẽ đến lượt ông. Dứt lời, Tiêu Chính Văn giơ tay. Long kiếm trong tay phát ra tia sáng sắc lẹm, chỉ về phía Viên Văn Sinh. Cái gì? Năm trưởng lão đã bị Tiêu Chính Văn giết chết rồi sao? Chuyện này không thể nào. Đây không phải hiện thự. CK không thể nào, cậu lừa người, năm trưởng lão mạnh như vậy, một mình cậu sao có thể giết hết cả năm người bọn họ cơ chứ? Viên Văn Sinh hoàn toàn kinh ngạc, đồng thời không ngừng lùi về phía sau, rõ ràng đang vô cùng hoảng loạn và lo lắng. Có phải thật hay không, ông xuống địa ngục rồi đi hỏi bọn họ sau nhé. Tiêu Chính Văn nói, sau đó giơ tay, một nhát kiếm chém thẳng vào gáy của Viên Văn Sinh. Phập, máu bắn tung tóe. Viên Văn Sinh đến khi chết vẫn không hiểu nổi Tiêu Chính Văn tìm được mình bằng cách nào, sau đó ông ta ngã phịch xuống vũng máu.
Đám thuộc hạ bên cạnh nhìn thấy Viên Văn Sinh bị một kiếm chém chết, sợ tới mức ngất xỉu ngay tại chỗ. Tiêu Chính Văn nhìn cái xác nằm trên mặt đất, sự lạnh lẽo trong ánh mắt càng thêm nồng đậm hơn. Mà lúc này, một giọng nói nặng nề mang theo sát khí ngút trời vang vọng khắp cả sơn trang nhà họ Viên. Tiêu Chính Văn, hôm nay cậu giết năm trưởng lão của nhà họ Viên, giết người trong gia tộc nhà họ Viên, làm loạn sơn trang nhà họ Viên là muốn lật đổ nền móng của nhà họ Viên tôi sao? Giọng nói này cứ như vọng từ trên tầng mây xuống, giống như tiếng gào thét phẫn nộ của thiên thần, bao phủ khắp cả sơn trang nhà họ Viên chỉ trong nháy mắt. Lúc này, đám người nhà họ Viên đang quỳ trên quảng trường, nhìn năm cái xác đang nằm trên vũng máu, lại nghe thấy âm thanh này, lập tức trở nên kích động. Là gia chủ xuất quan rồi. Nhà họ Viên được cứu rồi. Gia chủ, cứu nhà họ Viên, năm trưởng lão đã bị Tiêu Chính Văn giết cả rồi. Những tiếng kêu gào mang theo cả tiếng khóc vang vọng khắp quảng trường. Mà lúc này, Tiêu Chính Văn cũng bước ra từ sân sau, quay trở lại quảng trường. Lúc này, trước mắt anh, một người đàn ông trung niên đã già nhưng trông vẫn còn tráng kiện, mặc áo dài màu đen, chắp hai tay sau lưng, thân hình vạm vỡ, vẻ mặt nghiêm túc mà đầy sát khí bước từng bước ra từ trong nội viện nhà họ Viên. Mỗi bước chân đều rất rộng, dương ra vài mét, tiến thẳng về phía đám người nhà họ Viên. Bóng người này mang theo luồng sức mạnh khủng bố như rồng như hổ. Chỉ một câu nói rất đơn giản lại giống như tiếng sấm rền trời, chấn động khắp cả không gian. Khoảnh khắc đó, dưới bầu trời cứ như chỉ có một bóng người này vậy. Ông ta cau mày nhìn năm trưởng lão đang nằm trên vũng máu, lại ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang cầm long kiếm trong tay đứng cách đó hơn 10 mét, nói bằng giọng trầm thấp như hổ gầm, long kiếm, ha ha, thiên tử đúng thật là biết tính toán. Để cậu làm người giữ kiếm, giết năm trưởng lão của nhà họ Viên, lật đổ nền móng cả mấy trăm năm của nhà họ Viên. Nếu đã như vậy thì ngày hôm nay, dù là mạng của cậu hay là long kiếm cũng đều phải ở lại nhà họ Viên. Chương 755, gia chủ nhà họ Viên, bán bộ thiên vương. Chỉ một câu đơn giản nhưng lại tràn ngập khí thế bá đạo, khiến người khác kinh sợ. Tiêu Chính Văn nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trung niên trước mặt, trầm giọng hỏi ông là ai? Người đàn ông đột ngột xuất hiện này mang đến cho Tiêu Chính Văn cảm giác vô cùng nguy hiểm. Rất mạnh. Đây là một người có lực chiến đấu vô cùng mạnh. Tiêu Chính Văn không thể nhìn thấu. Mặc dù bản thân đã đạt đến cảnh giới 6 sao, nhưng khoảnh khắc đối phương xuất hiện, Tiêu Chính Văn đã biết bản thân không phải là đối thủ của người này. Kẻ này rất mạnh. Người đàn ông trung niên kia cười khẩy, nói tôi là Viên Thiên Kiệt, gia chủ đương nhiệm của nhà họ Viên. Ông ta chính là gia chủ nhà họ Viên. Tiêu Chính Văn cau mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Viên Thiên Kiệt. Gia chủ, giết hắn đi, báo thù cho năm vị trưởng lão. Gia chủ, năm vị trưởng lão chết quá thảm, tên oát con Tiêu Chính Văn này, quá ngông cuồng. Nhất định phải giết hắn. Lúc này đám người nhà họ Viên ở phía sau Viên Thiên Kiệt đang nhao nhao gào thét, hết sức phẫn nộ. Có gia chủ trấn thủ, bọn họ còn sợ gì nữa chứ? Viên Thiên Kiệt cũng nhướng mày, chắp tay sau lưng, trên người ngập tràn sát khí, nhìn Tiêu Chính Văn hỏi, cậu tự xử, hay cần tôi động tay? Tiêu Chính Văn nhấc long kiếm trong tay lên, khẽ chém một đường rồi hét lớn, gia chủ Viên. Những người mà bản soái giết đều là kẻ đáng chết, nếu ông nhất định muốn báo thù cho năm người đó, vậy bản soái sẽ chém cả ông luôn. Ha ha ha, nhất thời, Viên Thiên Kiệt bật cười, tiếng cười vang vọng khắp quảng trường. Sau đó, trong mắt Viên Thiên Kiệt lóe lên tia sáng, một luồng sức mạnh kinh khủng long trời lở đất bộc phát từ cơ thể ông ta. Luồng sức mạnh này tựa như sóng to gió lớn, tỏa ra từ người ông ta, quét sạch mọi thứ trên núi Tiềm Long. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chính Văn tựa như một chiếc thuyền nan nhỏ bé giữa đại dương, bất cứ lúc nào cũng có thể bị sóng lớn lật nhào. Luồng sức mạnh này quá kinh khủng. Chỉ là cấp 6 sao thôi mà, lại dám nói năng bậy bạ đòi xử Viên Thiên Kiệt tôi sao? Vua Bắc Lương, mặc dù tôi bế quan đã lâu, nhưng vẫn biết được ít nhiều về chuyện bên ngoài. Viên Thiên Kiệt lạnh lùng nói, đồng thời bước lên một bước, nền gạch xanh dưới chân liền nứt ra, chạy dài đến tận chỗ Tiêu Chính Văn đang đứng. Cảm ơn Thiên Sơn Thư Lục của nhà họ Tiêu, nhờ nó mà Viên Thiên Kiệt tôi mới có được tư cách ngạo mạn trước thiên hạ.
Ngay khi dứt lời, Viên Thiên Kiệt lập tức xông lên, đánh một chiêu về phía Tiêu Chính Văn. Đòn đánh này nhìn có vẻ khá bình thường. Nhưng trong phút chốc lại hệt như sóng thần, đánh Tiêu Chính Văn văng xa cả chục mét. Tiêu Chính Văn cứng rắn chống đỡ đòn đánh này, cả người lui về sau mấy chục bước mới đứng vững. Giờ phút này, trên mặt anh lộ vẻ kinh sợ, nhìn chằm chằm Viên Thiên Kiệt, cau mày nói, ông là Thiên Vương. Hai chữ Thiên Vương này khiến tất cả đều chết lặng. Viên Thiên Kiệt khoanh tay, nhìn Tiêu Chính Văn đầy vẻ khinh thường, lắc đầu nói, không. Tôi không phải Thiên Vương, cảnh giới Thiên Vương, vô cùng khó. Cho dù tôi có ba mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục trong tay, cũng không thể đột phá lên cảnh giới Thiên Vương. Nếu nhất định phải phân định lực chiến đấu của tôi, vậy hiện giờ có lẽ tôi là bán bộ Thiên Vương. Dầm, bán bộ Thiên Vương. Vô cùng đáng sợ. Tiêu Chính Văn lập tức cảm thấy áp lực to lớn. Cường giả bán bộ Thiên Vương quá mạnh. Đây không phải cách biệt vì cấp độ phân định bằng lực chiến đấu, mà là khoảng cách về thực lực. C theo nội dung được ghi lại trong Thiên Sơn Thư Lục, cường giả bán bộ Thiên Vương đã có thể dùng từ quái vật để hình dung. Ngay cả cường giả đỉnh cấp 6 sao, ở trước mặt cường giả bán bộ Thiên Vương cũng chỉ là con kiến, ngọn cỏ, một cái nhấc tay là có thể tiêu diệt. Tiêu Chính Văn hít một hơi khí lạnh, nắm chặt long kiếm trong tay. Viên Thiên Kiệt gia chủ nhà họ Viên vậy mà lại là cường giả đạt đến cảnh giới bán bộ Thiên Vương bất khả chiến bại. Lúc Tiêu Chính Văn đang cau mày, Viên Thiên Kiệt nở nụ cười khinh bỉ, nói với anh, Tiêu Chính Văn, tôi thấy cậu còn trẻ tuổi mà đã đạt đến cảnh giới 6 sao, thật sự hiếm có. Nhân tài như cậu không nên trở thành quân cờ trong tay kẻ khác. Chỉ bằng đến nhà họ Viên đi, làm con nuôi của tôi, chúng ta cùng nhau đánh đến Thiên Tử Các, thay tên Thiên Tử Hồ Đồ kia, cùng tôi hưởng thụ giang sơn này, cậu thấy thế nào? Soạt, những lời này của Viên Thiên Kiệt đã làm bại lộ triệt để dã tâm của ông ta. Ông ta muốn thay vua đổi chúa. Tiêu Chính Văn nhíu chặt hàng lông mày rậm, sau đó cười khẩy, nói, gia chủ Viên. Dã tâm của ông đúng là không nhỏ, ông không sợ Thiên Tử phẫn nộ, tiêu diệt cả nhà họ Viên của ông luôn sao? Viên Thiên Kiệt cười lớn, nói Thiên Tử muốn tiêu diệt nhà họ Viên thì đã ra tay từ lâu rồi, còn phải chờ tới giờ sao? Lẽ nào cậu không hiểu rằng Thiên Tử lo sợ, sợ nhà họ Viên tôi? Ông ta là một kẻ vô dụng tầm thường, căn bản không có tư cách ngồi ở vị trí đó. Hoa Quốc cần một người có tham vọng cai quản, mà Viên Thiên Kiệt tôi chính là người được ông trời lựa chọn. Cậu đến giúp tôi, sau khi mọi chuyện thành công, tôi sẽ phong cho cậu làm đại nguyên soái. Toàn bộ Hoa Quốc sẽ thuộc về tôi và cậu. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn bật cười, khẽ lắc đầu, giơ long kiếm trên tay lên, chỉ vào Viên Thiên Kiệt, lớn tiếng nói, Viên Thiên Kiệt. Ông phạm vào tội mưu đồ phản quốc, hôm nay bản soái sẽ dùng thanh long kiếm này chỉ tội ông. Lúc này, long kiếm như có linh tính, phát ra tiếng ong ong. Đôi mắt Viên Thiên Kiệt đanh lại, thở dài, khẽ lắc đầu nói, nếu đã như vậy thì cậu đi chết đi. Dứt lời, Viên Thiên Kiệt liền hành động, một bước xông ra, khí thế bán bộ Thiên Vương bộc phát. Tiếp đó, ông ta thẳng tay tung một cú đấm về phía Tiêu Chính Văn. Đòn đánh này mang theo sát khí và sức mạnh nghiêng trời lệch đất. Ngay cả Tiêu Chính Văn giờ phút này cũng hết sức hoảng hốt, căn bản không chống đỡ nổi. Thế nhưng, đúng lúc chiêu thức của Viên Thiên Kiệt sắp đánh đến chỗ Tiêu Chính Văn. Một âm thanh trầm thấp lạnh lùng vang lên từ sau lưng Tiêu Chính Văn. Viên Thiên Kiệt, trước khi ra tay, hãy nghĩ cho kỹ hậu quả mà nhà Viên phải gánh chịu. Một bóng dáng mang theo khí thế không thua kém gì bán bộ Thiên Vương của Viên Thiên Kiệt xuất hiện, nhanh chóng đi lên từ 999 bậc thang đá. Bóng dáng ấy mặc một chiếc áo khoác đen rộng, đầu đội mũ lưỡi chai đen che hết nửa khuôn mặt. Trong ánh chiều tà, gương mặt ấy đột ngột ngẩng lên. Là một khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ quỷ, nửa cười nửa khóc, không thấy mặt thật. Tuy nhiên hai mắt lại tràn ngập ánh sáng hỗn loạn. Người đàn ông đó bước từng bước về phía Viên Thiên Kiệt, cuối cùng đứng trước mặt Tiêu Chính Văn, nhẹ nhàng giơ tay, ngăn lại đòn đánh của Viên Thiên Kiệt, đồng thời khiến ông ra phải lùi lại mấy bước. Si cảnh tượng này chỉ xảy ra trong chớp mắt. Khuôn mặt Tiêu Chính Văn đanh lại, cau mày nhìn bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt. Trong lòng có trăm ngàn suy nghĩ. Bóng dáng này mang đến cho anh cảm giác vô cùng quen thuộc. Có giống như sự thân thuộc vì cùng chung dòng máu.
Người này là ai? Giờ phút này, Viên Thiên Kiệt thu lại đòn đánh, quan sát bóng người mặc đồ đen bỗng nhiên xuất hiện trước mặt, cau mày nói, ông là ai? Người đeo mặt nạ quỷ đó cười khẩy, đáp, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay, nhà họ Viên đã vượt quá giới hạn rồi. Tôi chỉ cho ông hai lựa chọn, một là để cậu ấy đi, tôi cũng sẽ đi. Hai là, tôi giết ông, xóa sổ nhà họ Viên. Chương 756, thực lực của Thiên Vương. Tôi giết ông, xóa sổ nhà họ Viên. Câu nói này giống như tiếng sấm ngang trời, vang vọng khắp cả quảng trường, sau đó tàn sát khắp cả sơn trang nhà họ Viên, đồng thời bao trùm khắp núi Tiềm Long. Bá đạo ác liệt, quá tự tin, Viên Thiên Kiệt cau mày, vẻ mặt vô cùng khó coi và nghiêm trọng. Người mặc áo choàng đen này gây áp lực rất lớn cho ông ta. Giống như một vực sâu không nhìn thấy đáy. Chiến lực của bản thân đã đạt đến cảnh giới bán bộ Thiên Vương, thế nhưng từ đầu tới giờ ông ta vẫn không có cách nào nhìn thấu được thực lực của người mặc áo choàng đen đột nhiên xuất hiện này. Đây mới chính là lý do khiến Viên Thiên Kiệt trầm mặc và không dám tùy tiện ra tay. Ngay sau đó, Viên Thiên Kiệt cười khẩy, phẫn nộ nói, ông đang uy hiếp tôi sao? Người mặc áo choàng đen lạnh lùng bật cười, nói, ông cũng có thể xem là uy hiếp. Hỗn xược, đây là nhà họ Viên, tôi là gia chủ nhà họ Viên, sao có thể để cho tùy ý ông uy hiếp chứ? Còn dám mở miệng nói năng ngông cuồng rằng sẽ diệt trừ nhà họ Viên của tôi. Muốn chết hả? Viên Thiên Kiệt tức giận, ngay lập tức ra tay, tung một cú đấm về phía người mặc áo choàng đen. Cú đấm này vô cùng bá đạo, lực công kích giống như sóng cuộn trào lao về phía người mặc áo choàng đen. Cú đấm của bán bộ Thiên Vương đủ để hủy diệt bất cứ vật cản nào trước mắt. Dù có là Tiêu Chính Văn, lúc này nhìn thấy Viên Thiên Kiệt ra tay thì cũng nhíu mày rất chặt. Anh hiểu rằng sau cú đấm này, bản thân không chết thì cũng trọng thương. Quá mạnh, đây chính là chiến lực của bán bộ Thiên Vương sao? Trong mắt Tiêu Chính Văn dâng trào sát khí điên cuồng. Người mặc áo choàng đen phía trước như đoán được ý nghĩ trong lòng Tiêu Chính Văn, bình thản lên tiếng, bán bộ Thiên Vương thôi mà, chẳng có gì ghê gớm. Ở cảnh giới này vẫn chưa đạt đến Thiên Vương thì mãi vẫn chỉ là loài run rế. Nếu đã như vậy, để tôi cho ông thấy thực lực bán bộ Thiên Vương và Thiên Vương cách biệt bao xa. Nói xong, người mặc áo choàng đen đó bước lên trước một nước, đón lấy cú đấm của Viên Thiên Kiệt. Nhìn thấy cảnh tượng này, không chỉ mấy người Tiêu Chính Văn sững sờ mà ngay cả bản thân Viên Thiên Kiệt cũng ngẩn ra. Bản thân ông ta đã đạt đến cảnh giới bán bộ Thiên Vương, đối phương lại liều mình như vậy, dám bước ra đối diện với mình. Đây là sự coi khinh, là sự sỉ nhụ. Vậy nên, Viên Thiên Kiệt liền nổi cơn thịnh nộ gào lên, muốn chết hả? Trong nháy mắt, cú đấm của Viên Thiên Kiệt lại tăng thêm mấy phần sức lực, giống như vũ khí hạt nhân sắp sửa bùng nổ, lao nhanh về phía người mặc áo choàng đen. Thế nhưng, chuyện mà tất cả mọi người đều không thể ngờ đã xảy ra. Người mặc áo choàng đen ung dung và điềm tĩnh đối diện với cú đấm của Viên Thiên Kiệt, giơ tay phải lên, mở lòng bàn tay và khẽ nói một tiếng với cú đấm đang xông đến của Viên Thiên Kiệt, đỡ. Trong nháy mắt, phía trước người mặc áo choàng đen giống như hình thành một lá chắn hình cung vô hình. Cú đấm của Viên Thiên Kiệt đập thẳng vào không khí, phát ra âm thanh ầm vang, không cách nào tiến lên trước dù chỉ một tấc. Mà lực đấm cũng giống như đạo đạn bùng nổ, bắn ra bốn phía, cuốn sạch cả quảng trường chỉ trong nháy mắt. Thậm chí, những viên gạch giữa ông ta và người mặc áo choàng đen còn chấn động đến mức nứt ra rồi vỡ vụn. Chuyện này, tất cả mọi người đều kinh ngạc, hít sâu vào vài hơi khí lạnh. Bởi vì dưới góc nhìn của tất cả mọi người, cú đấm mạnh mẽ và thô bạo này của Viên Thiên Kiệt giống như va phải không khí, đập lên trên một bức tường khí vô hình vậy. Dù Viên Thiên Kiệt phẫn nộ tung ra những cú đấm liên tiếp thì cũng không có cách nào lay chuyển lá chắn không khí chẳng thể nhìn cũng chẳng thể chạm vào trước mắt. Chuyện này không thể nào, không thể nào, tại sao lại như thế? Viên Thiên Kiệt sốt ruột. Ông ta không có cách nào tưởng tượng nổi bản thân đã có thực lực bán bộ Thiên Vương mà lại không có cách nào lay chuyển được người mặc áo choàng đen trước mắt, ngay cả tư cách đến gần cũng không có. Tôi đã nói rồi, dưới cấp Thiên Vương đều chỉ là loài run rế. Dù cho ông có đạt được thực lực bán bộ Thiên Vương thì ở trước mặt cường giả cấp Thiên Vương thật sự cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Người mặc áo choàng đen lạnh nhạt nói ra câu này, sau đó giơ tay còn lại lên. Doạt,
Trong nháy mắt, long kiếm trong tay Tiêu Chính Văn như gặp phải một lực hút kỳ lạ, cứ thế rời khỏi tay anh, hóa thành một luồng ánh sáng vàng kim quét giữa không trung, sau đó cắt đứt một bên cánh tay của Viên Thiên Kiệt ngay tại chỗ. Xoẹt, trong nháy mắt, máu văng tung tóe khắp quảng trường. Một bên cánh tay của Viên Thiên Kiệt bị chém đứt lìa, xoay vài vòng giữa không trung rồi rớt xuống mặt đất. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, đồng loạt mở to mắt, không dám tin nhìn khung cảnh trước mắt. Viên Thiên Kiệt đã bị đối phương chém đứt một bên cánh tay rồi. Càng khủng khiếp hơn là người mặc áo choàng đen kia từ đầu đến cuối vẫn chưa động vào long kiếm, giống như điều khiển mọi vật từ xa. Cảnh tượng thần kỳ như vậy khiến cho thế giới quan của mọi người đều sụp đổ. Cường giả Thiên Vương rốt cuộc mạnh đến mức nào? Uy lực như vậy quá khủng bố. Bộp, một giây sau, không đợi Viên Thiên Kiệt phản ứng trở lại, người mặc áo choàng đen đã giơ chân đạp bay Viên Thiên Kiệt ra xa mấy chục mét, dầm một tiếng đập vào một cột trụ đá rất lớn phía sau lưng. Ngay lập tức, ầm một tiếng, trụ đá sụp đổ, Viên Thiên Kiệt cũng ngã lăn trên mặt đất, máu me be bét, cả người nhếch nhác thảm hại. Ông ta ôm lấy bên cánh tay đầm đìa máu tươi vừa bị chặt đứt, khó khăn bò dậy từ trên mặt đất, vẻ mặt kinh sợ và hoang mang nhìn về phía người mặc áo choàng đen đang đứng chắp tay sau lưng ở phía xa, run giọng hỏi, ông là Thiên Vương. Người mặc áo choàng đen lạnh lùng nhìn Viên Thiên Kiệt, không hề phủ nhận, cũng không thừa nhận mà chỉ lạnh lùng hỏi, bây giờ, tôi muốn đưa cậu ấy đi, gia chủ Viên có còn muốn ngăn cản nữa không? Trầm mặc, xim ắng, cả quảng trường đều trở nên im lặng. Viên Thiên Kiệt sa sầm mặt mày, sắc mặt trắng bệch, cánh tay bị đứt không ngừng rỉ máu. Tiếp đó, ông ta cười gằn, nói, hôm nay là do năng lực của tôi yếu kém. Mấy người xuống núi đi. Nói xong, người mặc áo choàng đen quay người nhìn về phía Tiêu Chính Văn đang cau mày nhìn mình chăm chú, nói, mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhà họ Viên sẽ không tạo ra được bất cứ sóng gió gì nữa trong vòng 20 năm nữa. Tiêu Chính Văn nhìn người mặc áo choàng đen trước mặt, đột nhiên mở miệng hỏi, ông là Tiêu Long sao? Ánh mắt người mặc áo choàng đen khẽ giật giật, sau đó quay người rảo bước rời đi, chỉ để lại một câu, chuyện tôi là ai thật sự quan trọng đến thế sao? Cố gắng nỗ lực, lĩnh hội thật nhiều từ Thiên Sơn Thư Lục, tôi đợi cậu ở cảnh giới Thiên Vương. Tiêu Chính Văn nhìn theo bóng người đang bước xuống bậc đá đi xa dần, nhíu mày rất chặt. Ông ấy rốt cuộc có phải là Tiêu Long, có phải là ông nội hay không? Sau khi trầm mặc một lúc, Tiêu Chính Văn quay người, nhìn về phía Viên Thiên Kiệt đang quỳ trên mặt đất, giơ tay nói, mong gia chủ Viên trả lại mảnh giấy cũ trong cuốn Thiên Sơn Thư Lục của nhà họ Tiêu. Viên Thiên Kiệt nhíu mày, vốn dĩ không muốn đưa, thế nhưng ông ta lại phát giác được hơi thở của người mặc áo choàng đen vẫn chưa hề biến mất khỏi núi Tiềm Long. Sau khi trầm mặc một lúc, ông ta bảo thuộc hạ lấy ra một chiếc hộp gấm cũ kỹ màu đen. Tiêu Chính Văn nhận lấy chiếc hộp, mở ra nhìn, vừa đúng ba mảnh giấy cũ của cuốn Thiên Sơn Thư Lục. Đến đây, Tiêu Chính Văn mới thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy ba mảnh giấy cũ rồi dẫn Tứ Đại Long Tôn rời khỏi sơn trang nhà họ Viên, rời khỏi núi Tiềm Long. 100.000 quân Phá Long Bắc Lương cũng tuân lệnh rút lui. Sau khi Tiêu Chính Văn rời đi, Viên Thiên Kiệt đứng dậy, nhìn những người đang xuống núi với sắc mặt u ám, đáy mắt lóe lên vẻ hận thù sâu sắc. Ông ta nói với quản gia đang đứng sau lưng, lập tức liên hệ với ba gia tộc lớn còn lại mở hội nghị khẩn cấp của bốn gia tộc lớn. Đồng thời, trong lòng Viên Thiên Kiệt không ngừng tự hỏi, rốt cuộc ông là ai? Thật sự là Tiêu Long năm xưa hay sao? Chương 757, phiên hiệu Long Viêm. Nửa ngày sau, Tiêu Chính Văn trở về Thiên Tử Các, trả lại Long Kiếm, sau đó nhìn thấy Thiên Tử ở lầu 9 của Thiên Tử Các. Thiên Tử nở nụ cười hiền lành, nói với Tiêu Chính Văn, chúc mừng cậu đã thắng nhà họ Viên. Tiêu Chính Văn hơi cúi người, nói tất cả đều nhờ hồng phúc của Thiên Tử. Ha ha ha, Thiên Tử cười lớn, chỉ vào Tiêu Chính Văn rồi nói, cậu đấy, học cách mồm mép láu lỉnh từ khi nào thế, a dua nịnh nọt rồi à. Tiêu Chính Văn cũng khẽ cười, ngồi xuống đối diện Thiên Tử. Sau đó, Tiêu Chính Văn lên tiếng, Thiên Tử, Viên Thiên Kiệt gia chủ nhà họ Viên đã đạt đến thực lực bán bộ Thiên Vương, ông biết chuyện này không? Thiên Tử nghe vậy thì khẽ nhíu mày, sau khi im lặng một hồi mới nói, tôi biết. Nghe câu này, mặt Tiêu Chính Văn cứng đờ, hỏi, Thiên Tử biết Viên Thiên Kiệt đã đạt đến cảnh giới bán bộ Thiên Vương,
mà không lo lắng Viên Thiên Kiệt giữ tôi lại ở nhà họ Viên sao? Thiên tử cầm ly trà lên, khẽ nhấp một ngụm trà, cậu đang nghi ngờ tôi sao? Tiêu Chính Văn lắc đầu, không dám. Thiên tử đứng dậy đi đến trước bệ cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn Long Kinh, nói Tiêu Chính Văn à, tôi nhất định phải động vào nhà họ Viên, vừa hay lần này là một cơ hội, tôi tin cậu, mới không ngăn cản cậu. Hơn nữa, tôi cũng có con át chủ bài thích hợp, nếu chuyện thật sự đến bước đường không thể thu dọn và cứu vãn, đương nhiên tôi sẽ dốc hết sức bảo vệ cậu. Tiêu Chính Văn khẽ cau mày, sau đó ngước lên nhìn bóng lưng của thiên tử, hỏi thiên tử, trong kế hoạch của ông, nếu nhà họ Viên phản quốc thì sao? Ông có từng nghĩ sẽ xử lý thế nào không? Nghe vậy, thiên tử xoay người, nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt sắc bén, hỏi cậu muốn nói gì? Tiêu Chính Văn đứng dậy, nhìn thiên tử với ánh mắt lóe sáng, nói, không có gì, tôi chỉ muốn biết nhà họ Viên có địa vị gì trong lòng thiên tử. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Sau khi im lặng chốc lát, thiên tử nói, Tiêu Chính Văn à, nếu nhà họ Viên phản quốc, tất nhiên tôi sẽ đích thân dẫn binh diệt trừ. Đây là ranh giới cuối cùng của tôi, cũng là ranh giới cuối cùng của Hoa Quốc. Tiêu Chính Văn gật đầu, nói, tôi hiểu rồi, cảm ơn thiên tử giải thích nghi ngờ. Ngoài ra, hôm nay ở nhà họ Viên đã xuất hiện một người áo đen, thực lực rất mạnh, chắc hẳn là cường giả thiên vương. Không biết người này có phải là con át chủ bài mà thiên tử sắp xếp không? Cậu nói cái gì, cường giả thiên vương, xuất hiện ở nhà họ Viên sao? Nghe vậy, sắc mặt thiên tử hết sức ngạc, hiển nhiên là không hề hay biết chuyện này. Tiêu Chính Văn nhìn phản ứng của thiên tử cũng hơi sững sờ, nhíu chặt mày, nói thiên tử không biết chuyện này sao? Người này không phải là người của thiên tử à? Thiên tử nhướng mày, lắc đầu nói tôi chỉ sắp xếp ông Long ở gần núi Tiềm Long, nếu nhà họ Viên gây bất lợi cho cậu thì ông Long sẽ ra mặt giải quyết. Tôi cho rằng ông Long đã giải vây giúp cậu, bây giờ xem ra không phải vậy. Hơn nữa, đến giờ ông Long cũng chưa quay lại. Trong nháy mắt, bầu không khí bên trong phòng trở nên lắng đọng. Người áo đen không phải người của thiên tử, vậy sẽ là ai? Thật sự là ông nội sao? Tiêu Chính Văn vẫn luôn cảm thấy người đó rất quen thuộc với mình. Hơn nữa, đối phương cũng biết về cuốn sách Thiên Sơn Thư Lục. Chính vào lúc khuôn mặt hai người đang đanh lại thì ông Long trở về, sắc mặt rất nghiêm trọng, bước đến nói nhỏ mấy câu bên tai thiên tử. Sau khi thiên tử nghe xong sắc mặt rất khó coi, nói với Tiêu Chính Văn, cậu về trước đi, tôi và ông Long có vài chuyện cần xử lý. Tiêu Chính Văn gật đầu, xoay người rời khỏi thiên tử các. Ra khỏi cửa, Tiêu Chính Văn quay đầu liếc nhìn thiên tử các, chân mày hơi nhíu lại. Nhưng anh không truy đến cùng, sau đó anh ngồi xe quân đội đi về phía bệnh viện quân khu gần đó. Lúc này, đám người Long Lân và Long Ngao đang tiếp nhận chữa trị trong bệnh viện. Sau khi đánh nhau với người nhà họ Viên, bốn người bị thương đều bị ở mức độ khác nhau. Long Lân bị thương nghiêm trọng nhất, phải tĩnh dưỡng cẩn thận một thời gian. Đến phòng bệnh nhìn thấy đám người Long Lân nằm trên giường, Tiêu Chính Văn bước lên hỏi thế nào rồi. Đám người Long Lân muốn đứng dậy, nhưng bị Tiêu Chính Văn ngăn lại. Long Vương, chúng tôi không sao, vài vết thương nhỏ thôi, Long Ngao cười tâu toét. Tiêu Chính Văn gật đầu, nhìn sang Long Lân, liếc nhìn tình hình thương tích của anh ta, nói cảm thấy thế nào. Sắc mặt Long Lân tái nhợt, hơi yếu ớt, ngồi dậy một cách chật vật, nói không sao, đỡ nhiều rồi. Tiêu Chính Văn gật đầu, nói trở về tôi sẽ điều chế vài loại thuốc cho các cậu ở đây nghỉ ngơi đàng hoàng trước đi. Cảm ơn Long Vương. Bốn người cười đáp. Tiêu Chính Văn cũng không nán lại lâu mà xoay người rời khỏi bệnh viện. Ở cửa, một chiếc xe quân đội dừng phía trước, một tướng quân bước xuống từ trên xe, cúi chào nói với Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương, đây là thứ thiên tử bảo tôi đưa cho anh, nói là thuốc giải chữa cho vợ anh, do nhà họ Viên đưa tới. Tiêu Chính Văn nhận lấy thuốc màu xanh mà tướng quân kia đưa đến, liếc nhìn, rồi nói với tướng quân kia cảm ơn thiên tử giúp tôi. Dứt lời. Tiêu Chính Văn xoay người lên xe quân đội, chạy thẳng đến sân bay quân sự Long Kinh, sau đó lên máy bay chuyên dụng, trở về Tu Hà cùng Long Nhất. Tứ Đại Long Tôn tạm thời ở lại Long Kinh dưỡng thương, Long Nhị đến Long Bát thì tiếp tục ở lại chiến khu Bắc Lương. Sau khi trở về Tu Hà, Tiêu Chính Văn vội vã đến bệnh viện cho Khương Vi Nhan uống thuốc giải.
Đợi khoảng nửa tiếng, Khương Vi Nhan từ từ tỉnh dậy trong cơn mê man. Mở mắt ra, lúc nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Tiêu Chính Văn, Khương Vi Nhan liền bổ nhào đến ôm lấy Tiêu Chính Văn, khóc lóc, chồng ơi, hu hu hu, em còn tưởng rằng không gặp lại anh được nữa. Tiêu Chính Văn ngồi trên giường ôm Khương Vi Nhan, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, an ủi, không sao, mọi chuyện đã không sao rồi. Hồi lâu sau, Khương Vi Nhan mới ổn định tâm trạng ngồi trên giường bệnh, bỗng nói, đúng rồi chồng này, em nhớ lúc đó có một người lôi em vào nhà kho, đánh em ngất đi. Nhưng lúc đó em không hôn mê, chỉ vì sợ nên mới giả ngất. Em nhớ người đó gọi một cuộc điện thoại cho một người, nói gì mà? Nói cái gì? Tiêu Chính Văn gọt táo, khóe miệng nhếch lên nụ cười nhạt. Dẫu sao, Viên Văn Sinh đã bị anh chém, năm trưởng lão nhà họ Viên cũng đã chết dưới long kiếm, không có gì đáng lo cả. Sau đó, Tiêu Chính Văn đưa táo đã gọt cho Khương Vi Nhan, mà Khương Vi Nhan cũng bất ngờ nhớ đến từng cảnh tượng lúc đó, ngạc nhiên nói lớn, em nhớ ra rồi, lúc đó người đó nói một câu, em không nghe rõ lắm, nhưng câu cuối cùng hình là như cái gì, phiên hiệu long viêm, rắc rắc. Bỗng nhiên, tay của Tiêu Chính Văn dừng giữa không trung, mặt đầy vẻ hoảng hốt, con người cũng nhanh chóng chừng lớn. Lúc này, ngay cả Long Nhất ngủ gà ngủ gật bên cạnh cũng bất ngờ giật mình tỉnh giấc, trợn to mắt nhìn Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan cũng ngơ ngác nhìn hai người, nghi ngờ hỏi, sao thế chồng, phiên hiệu Long Viêm này là ý gì? Tiêu Chính Văn thu lại vẻ kinh ngạc trên gương mặt, cười nhàn nhạt nói, không có gì, em ăn táo đi. Ồ! Khương Vi Nhan nhận lấy quả táo. Tiêu Chính Văn cũng đứng dậy liếc nhìn Long Nhất, hai người ra khỏi phòng bệnh. Vừa ra khỏi phòng bệnh, Long Nhất vội vàng nói, chủ soái, chuyện này không thể nào. Không phải chính tay anh đã giết Xích Diệm Vương ư, tại sao còn có Long Viêm tồn tại chứ? Long Viêm là phiên hiệu trước đây của quân đoàn Xích Diệm. Cũng là phiên hiệu của quân đoàn tử sĩ bên cạnh Xích Diệm Vương. Phiên hiệu này đại diện cho một sự thật đáng sợ. Đó chính là Xích Diệm Vương vẫn còn sống. Nhưng Tiêu Chính Văn đã tự tay giết Xích Diệm Vương, điều này không hợp lẽ thường. Long Nhất, lập tức phát động tinh anh bộ phận tình báo Bắc Lương, điều tra kỹ quá khứ và mọi quan hệ nhân sinh của Xích Diệm Vương. Ngoài ra, lập tức đến Điện Long Các dò hỏi tất cả hồ sơ tài liệu của Long Viêm. Tôi muốn xác nhận, Xích Diệm đã chết hay chưa? Tiêu Chính Văn nói với giọng lạnh lùng, sắc mặt lạnh tanh. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng mơ hồ cảm thấy sự việc trở nên phức tạp. Xích Diệm Vương, lẽ nào, ông vẫn chưa chết? Chương 758, Xích Diệm Vương hành động. Bên này, Long Nhất cũng nhanh chóng liên lạc với cơ quan tình báo của chiến khu Bắc Lương và ra lệnh, điều tra Xích Diệm Vương, quân đoàn Xích Diệm và phiên hiệu Long Viêm ngay. Mọi thông tin đều báo cáo trực tiếp cho tôi. Cúp điện thoại, Long Nhất vội gọi điện cho Long Các, nói tôi là Long Nhất ở Bắc Lương, yêu cầu kết nối với các lão ngay lập tức. Ngay sau đó, điện thoại được kết nối, Tiêu Chính Văn cầm điện thoại lên, lạnh nhạt nói, ông Tần, tôi muốn bắt đầu điều tra Xích Diệm Vương. Xích Diệm Vương, sao đột nhiên cậu lại muốn điều tra hắn? Chẳng phải hắn chết rồi sao? Lúc này Tần Hán Quốc đang ngồi trong phòng họp của Long Các, ông ấy hơi sững sờ, lộ vẻ hoài nghi. Tiêu Chính Văn nói, không rõ lắm, tôi có cảm giác vô cùng mạnh là Xích Diệm Vương vẫn chưa chết. Bởi vì Vi Nhan vừa nói với tôi rằng, người đã đánh cô ấy bất tỉnh trong vụ cháy từng nói chuyện điện thoại nhắc đến bốn chữ phiên hiệu Long Viêm. Phiên hiệu Long Viêm, cậu chắc chắn chứ? Nghe thấy bốn chữ này, Tần Hán Quốc cũng sững người, kinh ngạc đến mức đứng bật dậy, tỏ vẻ nghiêm trọng, được. Tiêu Chính Văn, trước hết cậu đừng nôn nóng. Tôi sẽ lập tức điều động nhân viên tình báo của Long Các đi điều tra kỹ lưỡng về Xích Diệm Vương. Dứt lời, ông ấy cúp điện thoại, Tần Hán Quốc nhìn ba các lão khác, nói một cách nặng nề, này ba ông, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì thế, sao hốt hoảng như vậy, lúc này, Bành Chấn Quốc hỏi. Tần Hán Quốc nhìn mấy người, nói, vừa nãy Tiêu Chính Văn gọi điện cho tôi bảo người đánh Khương Vi Nhan ngất xỉu trong vụ cháy từng gọi cho một số điện thoại. Nhắc đến bốn chữ phiên hiệu Long Viêm. Câu này tựa như sấm bên tai ba người họ. Phiên hiệu Long Viêm. Bành Chấn Quốc cũng kinh ngạc đứng phát dậy như Tần Hán Quốc, khuôn mặt ông ấy hết sức nghiêm trọng và khó coi. Việc này, không thể nào. Chính mắt chúng ta thấy Xích Diệm Vương đã chết trong tay Tiêu Chính Văn mà. Lúc đó,
ông Long cũng ở đấy. Bành Trấn Quốc vừa nói, ánh mắt tỏ vẻ ngờ vực. Bọn họ biết rõ phiên hiệu Long Viêm có nghĩa là gì. Đó là quân đoàn tử sĩ bên cạnh Xích Diệm Vương. Có thể nói Xích Diệm Vương năm đó thành danh nhanh như vậy là nhờ có quân đoàn tử sĩ này. Mà quân đoàn tử sĩ này vô cùng trung thành bảo vệ chủ nhân. Chỉ cần Xích Diệm Vương còn sống thì Long Viêm sẽ không diệt vong. Do đó, sự xuất hiện của quân đoàn tử sĩ Long Viêm đại diện cho một kết quả rất đáng sợ, đó là Xích Diệm Vương vẫn còn sống. Cho nên mấy người các lão mới kinh ngạc như vậy. Giang Vạn Long cũng tỏ vẻ nghiêm trọng, sau khi trầm tư suy nghĩ trong chốc lát mới lên tiếng, lập tức điều tra Xích Diệm Vương ngay. Ngoài ra yêu cầu thiên tử mở quan tài của Xích Diệm Vương ra. Ngay sau đó, thiên tử cũng biết chuyện này. Ông ấy lập tức ra lệnh, điều tra Xích Diệm Vương. Mở quan tài kiểm tra thi thể. Nửa tiếng sau, trong nghĩa trang của Xích Diệm Vương, ngôi mộ bị xới tung và quan tài được khiêng lên. Ngay lúc mở quan tài ra thì bốn vị các lão bước tới với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Quan tài trống rỗng. Lúc trước, rõ ràng chính mắt họ nhìn thấy cảnh tượng chôn cất Xích Diệm Vương mà. Xảy ra chuyện lớn rồi. Đôi mắt bốn vị các lão đều lộ ra vẻ nghiêm trọng. Trên một ngọn núi cách chỗ bọn họ chừng 3 km, một người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen, đeo mặt nạ, chống cây súng bắn tỉa, ngắm chuẩn thông qua thấu kính và nhìn thấy rõ từng cảnh vật trong nghĩa trang. Sau đó, hắn nói với tai nghe, báo cáo, bốn lão trong Long Các đã mở quan tài ra rồi, có lẽ bọn họ đã biết Vương vẫn chưa chết. Một giọng nói lạnh lùng trong tai nghe truyền tới, tôi biết rồi, quan sát tiếp đi. Cùng lúc đó, trong sơn trang ở lưng chừng núi Thất Long. Một bóng người mặc đồ đen vội vã tiến vào căn phòng dưới lòng đất, quỳ một chân xuống và chắp tay nói, thưa Vương. Long Các đã mở quan tài rồi, chuyện ông giả chết đã bị bại lộ. Xích Diệm Vương với dáng vẻ già nua lưng còng xuống thấp, xuyên qua rèm tre, ông ta ho vài tiếng, nói với vẻ khổ sở tôi biết rồi, lui xuống đi. Vâng. Người mặc đồ đen đó nhanh chóng rời khỏi căn phòng dưới lòng đất. Mà lúc này, một bóng dáng thẳng tắp đang đứng cạnh bên xoay người lại, nhìn Xích Diệm Vương đang đứng dậy cởi áo, hỏi, Vương, tiếp theo chúng ta làm gì đây? Long Các đã biết tin tức ông giả chết. Chắc chắn bây giờ thiên tử và Tiêu Chính Văn cũng đã biết rồi. Xích Diệm Vương đang choàng một chiếc áo khoác rộng màu trắng và ngồi trên ghế sofa dưới sự nâng đỡ của cô thiếu nữ trẻ tuổi xinh đẹp. Ông ta cầm ly rượu trên bàn lên, uống hết một ly rồi nhếch miệng, nói, sớm muộn cũng sẽ biết, chỉ là hơi sớm hơn những gì tôi đã tính thôi. Hàn Hình, tiếp theo là lúc cậu ra tay rồi, phái một đội tử sĩ Long Viêm tinh nhuệ. Phải bắt cho bằng được người phụ nữ của Tiêu Chính Văn, đây mới là lá bài để chúng ta chống lại Tiêu Chính Văn. Ngoài ra, liên lạc với bốn gia tộc, nói rằng Xích Diêm Vương muốn hợp tác với bọn họ. Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay, Hàn Hình cúi người rồi quay người rời đi. Xích Diệm Vương ngồi trên sofa, trong đôi mắt hỗn loạn lóe lên tia sáng. Trên bàn cờ, mọi người đều là con tốt thí, thiên tử, Tiêu Chính Văn. Ván cờ này bản vương sẽ đánh với mấy người. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn đã nhận được báo cáo bí mật khẩn cấp từ Long Cá. CTH Tư chủ soái, bên Long Các gửi tới tin tức, quan tài của Xích Diệm Văn chỉ là quan tài trống rỗng. Có lẽ Xích Diệm Vương vẫn chưa chết. Khuôn mặt Long Nhất đầy vẻ nghiêm trọng, nói. Tiêu Chính Văn chắp tay đứng ngay cửa lớn của bệnh viện, ngước đầu nhìn bầu trời trong xanh, trong mắt bừng bừng sát khí. Nói, tên Xích Diệm Vương này được lắm. Vậy mà ông ta vẫn chưa chết, vậy bản soái sẽ lại giết ông ta lần nữa. Long Nhất, mau chóng triệu tập mọi người, bảo vệ xung quanh bệnh viện. Có lẽ lúc này tên cáo giả Xích Diệm Vương đã biết chúng ta biết chuyện ông ta chưa chết. Vậy tiếp theo, chắc chắn ông ta sẽ ra tay với người bên cạnh tôi. Tiêu Chính Văn nhanh chóng phân tích. Vâng, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. Long Nhất đáp lại rồi vội vàng tập trung 3.000 binh lính với vũ trang đầy đủ từ trụ sở chính của sở chỉ huy quân đội, bảo vệ an ninh cho cả bệnh viện. Trong phòng bệnh, Khương Vi Nhan nhìn động tĩnh bên ngoài, vô cùng kinh ngạc hỏi, chồng ơi, xảy ra chuyện gì vậy? Sao đột nhiên lại có nhiều binh lính tới thế? Tiêu Chính Văn cười nói, không sao cả, diễn tập quân khu thôi, em nghỉ ngơi cho tốt đi. Ồ, Khương Vi Nhan gật đầu, cũng không hỏi tiếp nữa. Màn đêm buông xuống, nửa đêm,
cả bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ. Xung quanh bệnh viện đều được binh lính canh gác nghiêm ngặt. Có thể nói là dường như không có con kiến nào chui lọt vào bệnh viện, bất kỳ người nào cũng không thể tùy tiện bước vào. Nhưng dù như vậy vẫn có bốn bóng người im hơi lặng tiếng lẻn vào bệnh viện. Lộp cộp, tiếng bước chân vang lên trong hành lang yên tĩnh. Tuy nhiên lại rất nhẹ, người bình thường khó mà nghe thấy. Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn đang nhắm mắt ngồi trên sofa trong phòng bệnh của Khương Vi Nhan, anh cảm nhận rõ mọi tiếng động trong bệnh viện. Bao gồm cả thực lực của mấy người đang cúi người chạy nhanh về phía phòng bệnh ở bên ngoài hành lang, anh đều có thể cảm nhận rõ mồn một. Ba quân vương, một chiến thần. Xích Diễm Vương, ông hơi xem thường tôi rồi đấy. Tiên Chính Văn cười khẩy, bỗng mở mắt, ánh sáng chói lóa chợt lóe lên trong mắt anh. Chương 759, gửi lời đến Xích Diễm Vương. Cọt kẹt, cửa phòng bệnh được cạy ra nhẹ nhàng, sau đó bốn bóng người lén lén lút lút lần mò trong bóng tối đi vào trong. Cạch, đột nhiên đèn trong phòng bệnh được bật sáng. Bốn bóng người sững sờ ở cửa, trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh. Lúc này Tiêu Chính Văn vô cùng thả lỏng, hai tay gối sau ót, nhìn bốn người trước mặt cười như không cười. Nói, nửa đêm lén lén lút lút mặc bộ đồ này, các người là kẻ trộm à? Bốn người liếc mắt nhìn nhau, rồi lập tức rút dao găm của mình ra, đâm về phía Tiêu Chính Văn. Dưới ánh sáng điện, bốn bóng người thể hiện đòn hiểm, chia ra tấn công Tiêu Chính Văn từ bốn phía. Kiểu tấn công mức độ này, phối hợp không chê vào đâu được, không có khe hở. Thông thường mà nói cho dù là cường giả cấp bậc chiến thần, cũng sẽ khó mà đối phó với kiểu tổ hợp tấn công này. Nhưng bốn người này đã chọn sai mục tiêu. Người bọn họ chọn là vua Bắc Lương danh tiếng lẫy lừng ở Hoa Quốc. Anh là cường giả cấp bậc chủ soái 6 sao đấy. Dường như trong nháy mắt bốn người tấn công đến, Tiêu Chính Văn dửng dưng ngồi thẳng người, khóe miệng nở nụ cười khinh thường, nói, ba quân vương, một chiến thần, xem ra Xích Diệm Vương thật sự xem thường tôi rồi. Tốc độ của các người quá chậm. Dứt lời, Tiêu Chính Văn cử động. Trong nháy mắt, một bóng đen lướt qua trước mặt bốn người. Theo sau đó, ầm vang mấy tiếng. Bốn người này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị một sức mạnh khổng lồ hất bay ra ngoài. Ba tên sát thủ cấp bậc quân vương đứng mũi chịu sào, bị đánh như sóng cuộn trào, bay ra ngoài, đập lên bức tường sau lưng một cách nặng nề, khiến cả bức tường vỡ nát, rồi lăn xuống hành lang trong đống hoang tàn. Phụt, gần như trong chớp mắt, ba người này cùng lúc nôn ra mấy ngụm máu tươi. Ngã sóng xoài dưới đất, lúc muốn vùng vẫy đứng lên thì đã có rất nhiều lính đặc chủng mặc đồng phục chiến đấu màu đen, đội mũ nổi màu đen, tay cầm súng đứng bao vây. Những binh lính này, cầm súng nhắm chuẩn vào đầu của ba người này. Còn trong phòng bệnh, Tiêu Chính Văn đứng bên cạnh tên chiến thần cuối cùng, giơ tay bóp cổ đối phương, xách hắn ta lên. Đây là một chiến thần địa cấp 3 sao, nổi tiếng tàn ác hung tợn ở bên ngoài. Nhưng lúc này ở trước mặt Tiêu Chính Văn thì giống như con kiến hôi bị người khác tùy ý gây khó dễ. Căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng nào. Cường giả cấp bậc chiến thần này bị Tiêu Chính Văn bóp cổ, sắc mặt đỏ bừng, hít thở khó khăn, như cảm giác được mình sẽ chết đi bất cứ lúc nào. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cường giả chiến thần trước mắt, lạnh lùng hỏi, nói, các người đã cử bao nhiêu tiểu đội, mục tiêu là những gì? Tiêu Chính Văn không tin. Với tính cách của Xích Diệm Vương thì không thể làm ra chuyện không suy nghĩ và không có đầu óc được. Chỉ cử tiểu đội 4 người đến đây mà muốn ra tay với vợ con của anh thì xem thường vua Bắc Lương anh quá rồi. Cho nên, chỉ có một cách lý giải. Đó chính là chiêu điệu hổ ly sơn, nói cách khác là khiến Tiêu Chính Văn mất dần sức chiến đấu. Khóe miệng của tên cường giả cấp bậc chiến thần kia nở nụ cười khẩy tàn ác, sau đó dòng máu đen không ngừng chảy ra. Cố thốt lên một câu bằng giọng điệu khó khăn, vua Bắc Lương, cả đời này mày cũng sẽ không biết, bọn tao đã phái bao nhiêu lính tinh nhuệ, không chỉ là một tiểu đội này đâu, phía sau còn rất rất nhiều, ha ha ha, mày cứ đợi mà hối hận đi. Dứt lời, tên cường giả cấp chiến thần đã tắt thở. Tiêu Chính Văn cau mày, buông tay, xác của tên đó liền ngã phịch xuống đất. Tiêu Chính Văn vừa nhìn đã biết, đối phương uống thuốc độc mà chết. Nhiệm vụ thất bại, không bán đứng chủ nhân phía sau và tiết lộ bất cứ tin tức tình báo nào mà thẳng thừng uống độc tự sát. Đây là một nhóm tử sĩ.
anh lại nhìn sang ba tên quân vương bên ngoài hành lang, cũng đã uống thuốc độc chết tức tưởi. Tiêu Chính Văn cau mày, khuôn mặt cứng đờ lại. Lúc này, Long Nhất bước vào, nói một cách nghiêm trang, chủ soái, theo dặn dò của anh, vợ anh, cô chủ và cả nhà bố mẹ vợ của anh, đã được sắp xếp đến nơi khác rồi, vô cùng an toàn. Tiêu Chính Văn nghe vậy liền gật đầu, liếc nhìn cái xác trên mặt đất, cứ cảm thấy tâm trạng không yên. Xích Diễm Vương, rốt cuộc ông muốn làm gì? Kiểu cảm giác địch trong tối, ta ngoài sáng này rất bất an. Long Nhất, phái thêm người bảo vệ bên phía vợ tôi cho tốt, không được xảy ra bất cứ sơ suất gì. Ngoài ra, bên phía bệnh viện phải tạo ra cảnh tượng giả, rằng vợ tôi đang chữa trị ở đây, bản soái muốn xem, rốt cuộc Xích Diễm Vương muốn làm gì. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, hàng lông mày nhíu chặt. Rõ, tôi đi sắp xếp ngay, Long Nhất trả lời, nhanh chóng rời khỏi đó. Mà lúc này, một y tá trong bệnh viện mặc đồng phục y tá, lặng lẽ đi vào một phòng thuốc, liếc nhìn động tĩnh bên ngoài, lấy điện thoại vệ tinh ra, gọi đến cho một số rồi lạnh lùng nói, báo cáo, nhiệm vụ thất bại. Tiểu đội đầu tiên đã chết hê toàn bộ. Ngoài ra vua Bắc Phương đã di chuyển toàn bộ vợ con ra khỏi bệnh viện. Còn chưa dứt lời thì một tiếng ầm vang lên, cửa phòng bị một cước đá văng. Trong ánh mắt kinh ngạc của nữ y tá, một tay Tiêu Chính Văn đút trong túi quần, bước vào với sắc mặt hờ hững, đưa tay còn lại về phía cô ta. Toàn thân nữ y tá run lẩy bẩy, đưa điện thoại vệ tinh cho Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhận lấy điện thoại, chỉ nghe thấy giọng nam sốt ruột từ đối diện truyền đến, này. Xảy ra chuyện gì rồi? Bọn chúng đang ở đâu? Nói với Xích Diễm Vương, tôi nhất định sẽ đích thân chính tay đâm ông ta lần nữa. Bảo ông ta rửa sạch cổ chờ đó đi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói với điện thoại, khóe mắt đằng đằng sát khí. Bên kia điện thoại, lúc này người đàn ông đang trong phòng trọ nào đó ở Tu Hà, sắc mặt u ám, vẻ mặt rất khó coi. Phía sau hắn là điện đài thăm dò, còn có mấy máy giám sát theo dõi. Trên màn hình đều là hình ảnh của cổng ra vào chung cư cũ kỹ này. Trong phòng, tổng cộng có 5 người. Thêm người đàn ông này nữa là 6 người. Lúc này, sắc mặt người đàn ông này đầy vẻ u ám, nhíu mày nói, vua Bắc Lương. Là tôi, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, sau đó nhìn đồng hồ trên tường, nói các người còn 5 phút rút lui, hết 5 phút thì căn cứ tạm thời của các người sẽ bị phá tan. Nắm chắc thời gian, chuyển lời của tôi đến Xích Diễm Vương. Dứt lời, anh ném điện thoại xuống sàn. Sắc mặt người đàn ông kia cực kỳ khó coi, nhìn chằm chằm vào điện thoại vệ tinh trong tay, tức giận đập nát nó. Sau đó hắn xoay người gào thét với 5 người phía sau, mau, thu dọn đồ đạc rút lui. Thứ nên hủy thì hủy hết. Trong nháy mắt 5 người lập tức hành động, tiêu hủy toàn bộ các loại số liệu máy tính. Những thiết bị không mang đi được thì ngâm axit hoặc phóng lửa đốt cháy. Sau đó, bọn chúng lao ra khỏi phòng trọ. Nhưng lúc này, cổng ra vào bên ngoài chung cư, đã có mười mấy chiếc xe cảnh sát hú còi và xe chiến đấu chống khủng đặc chủng bao vây. Ầm ầm ầm, cửa xe mở ra, từng binh lính đặc chủng và lính tuần tra nhảy xuống từ trên xe, lập tức xông vào chung cư, lao về phía phòng trọ. Mẹ kiếp, lên sân thượng. Trong tình huống khẩn cấp, 6 người này chọn cách chạy trốn từ sân thượng. Bởi vì là chung cư cũ nát, độ cao nhà lầu ở đây cũng là kiểu 5-6 tầng, hơn nửa nối dài với nhau nên thích hợp để chạy trốn. Nhưng bọn họ vừa chạy lên sân thượng, trên không trung đã có 2 chiếc trực thăng bay quanh quẩn trên đầu. Chương 760, Đồ Hưu, 6 sao. Chưa tới 5 phút, nhóm người này đã bị tóm gọn. Sau 10 phút, Tiêu Chính Văn xuất hiện ở khu chung cư, dẫm trên đôi giày ra bước tới khu vui chơi. Lúc này, toàn bộ khu vực xung quanh đã được lính đặc chủng và lính tuần tra canh gác. Trong khu vui chơi có 4 người đang quỳ và 2 người đã chết. Tiêu Chính Văn bước tới trước mặt 4 người này, lạnh lùng nói ai là người phụ trách. Lúc này, một người đàn ông trong nhóm ngước đầu lên, nhìn Tiêu Chính Văn, run rẩy nói, là tôi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn đối phương và nói, anh có thể đi rồi. Người đàn ông sững sờ, nghi ngờ nói, cậu để tôi đi ư? Tiêu Chính Văn cười nói, đúng vậy, tôi để anh đi đấy. Người đàn ông tỏ đó vẻ ngờ vực, không hề do dự chạy thẳng ra ngoài. Thấy người đàn ông đó chạy đi, Tiêu Chính Văn nở nụ cười nhạt.
Long Nhất đang đứng cạnh cau mày hỏi, chủ soái, sao anh lại tha cho hắn vậy? Tiêu Chính Văn nói, để hắn chạy về báo tin, tôi muốn xem thử bước tiếp theo của Xích Diệm Vương. Vài tiếng sau, trong sơn trang núi Thất Long, người đàn ông chạy trốn lúc nãy toàn thân bê bết máu, nằm sóng xoài dưới đất, liên tục van xin, Vương, xin tha mạng, tôi không muốn chết, xin tha cho tôi. Xích Diệm Vương lạnh lùng nhìn người đàn ông trong vũng máu, hơi nhíu mày, xua tay. Trong chốc lát, hai tên lính bước tới, lôi người đàn ông kia ra. Trên mặt đất là một vũng máu tươi. Lúc này, Hàn Hình bước tới, hơi cúi người nói, Vương, là do tôi sơ suất. Không ngờ Tiêu Chính Văn đã có sự chuẩn bị từ sớm. Xích Diệm Vương lắc đầu, nói tôi không trách cậu, con người Tiêu Chính Văn dũng mãnh không ai sánh được, cũng rất cẩn thận. Việc cậu ta đã có chuẩn bị tôi cũng dự đoán trước rồi. Hành động lần này chỉ là mới bắt đầu, hành động tiếp theo của chúng ta mới là mấu chốt. Bắt đầu kế hoạch đốm lửa đi. Kế hoạch đốm lửa. Nghe thấy bốn chữ này, sắc mặt Hàn Hình lộ rõ vẻ lo lắng và nghiêm túc, nói thưa Vương, Vương thật sự muốn khởi động kế hoạch đốm lửa sao? Xích Diệm Vương khẽ gật đầu, khởi động đi. Hàn Hình hít một hơi thật sâu, gật đầu đáp vâng. Tiếp đó, hắn vội vàng rời khỏi căn phòng dưới lòng đất, ra khỏi sơn trang, ngồi trên một chiếc xe quân đội đỗ ở cửa, tới thẳng sân bay gần đó, rồi ngồi máy bay chuyên dụng bay tới căn cứ nghiên cứu bí mật ở một thành phố ở phía tây. Căn cứ này được che giấu rất kín đáo, là sở nghiên cứu dưới lòng đất. Mặt ngoài là tòa nhà văn phòng, nhưng căn cứ thì lại giấu sâu dưới đất mười mấy mét. Hàn Hình đứng trong thang máy chuyên dụng để đi xuống lòng đất. Ở cửa ra vào có lính cầm súng kiểm tra danh tính một cách nghiêm ngặt. Hàn Hình lấy thẻ từ ra, sau khi nhập dấu vân tay và võng mạc mới tiến vào sở nghiên cứu. Cả sở nghiên cứu rất rộng lớn, ước chừng có mười mấy phòng nghiên cứu, có mấy chục người nghiên cứu mặc áo blau trắng. Hàn Hình tiến thẳng vào phòng nghiên cứu trong cùng được cách biệt bằng kính chống đạn và chống nổ, hắn nhìn một người đàn ông đang nằm trên giường nghiên cứu. Nếu Tiêu Chính Văn ở đây, chắc chắn anh sẽ nhận ra người đàn ông đang nằm trên giường đó không phải ai khác mà là Đồ Hưu. Nói chính xác hơn, bây giờ Đồ Hưu đã không còn là Đồ Hưu nữa rồi. Một cánh tay và nửa khuôn mặt của ông ta đều khảm một thứ đồ trông như hợp kim titan, trông rất đáng sợ. Hàn Hình đứng bên ngoài, bên cạnh hắn là một ông già tóc bạc phơ mặc đồ nghiên cứu. Giờ đến trình độ nào rồi? Hàn Hình lạnh lùng hỏi. Người giáo sư đó đầy tự tin đáp, báo cáo tướng quân Hàn, đã thành công rồi, chúng tôi còn tiến hành hai lần thử nghiệm nữa, không có vấn đề gì hết. Vừa nói xong, ánh mắt Hàn Hình cũng lóe lên vẻ phấn khích, nói tốt. Làm rất tốt, chắc chắn Vương sẽ khen thưởng hậu hĩnh cho ông. Tôi muốn xem thực lực của ông ta. Được, ngay sau đó, Hàn Hình đi tới một đấu trường có dựng hàng rào sắt. Lúc này Đồ Hưu đã đứng trong đấu trường, thân hình vạm vỡ, nửa người được khảm miếng sắt làm bằng hợp kim titan, có thể nói là đao súng không làm gì được, trông rất giống kẻ giết người nhân tạo. Đúng lúc này, một âm thanh gầm gừ vang lên, trong đấu trường, bốn con hổ dữ đang hung dữ gầm thét liên tục xông tới. Bốn con hổ quay quanh Đồ Hưu và không ngừng gầm gừ, ánh mắt dữ tợn. Hàn Hình đứng trên đài quan sát tầng cao của đấu trường, nhíu mày hỏi, giờ ông ta có sức mạnh như thế nào? Người giáo sư đó nhìn số liệu trong tay, cân nhắc trong chốc lát rồi tổng kết lại, nếu như tính theo hệ thống sức mạnh của quân đội thì có lẽ hiện tại hắn khoảng 6 sao. 6 sao, Hàn Hình nghe thấy danh từ này cũng vô cùng chấn động. Cúi đầu nhìn đấu trường thì nhận ra bốn con hổ dữ đã bị Đồ Hưu xé xác bằng tay. Sức mạnh đáng sợ này quả thực khiến người ta kinh ngạc. Vào lúc này, Hàn Hình lấy điện thoại ra gọi cho Xích Diệm Vương, kính cẩn nói, thưa Vương, kế hoạch có thể bắt đầu rồi. Giờ Đồ Hưu đã đạt tới cảnh giới lực chiến 6 sao. Được, bảo hắn đến Tu Hà đi, Xích Diệm Vương nói. Hàn Hình trả lời rồi cúp điện thoại. Đi xuống đài quan sát thì trông thấy Đồ Hưu trong đấu trường. Thân hình Đồ Hưu lúc này vạm vỡ dị thường, bởi vì tức giận mà run lẩy bẩy không ngừng. Đặc biệt là hơi thở bá đạo của ông ta tựa như thú hoang, tạo cảm giác áp bức. Đồ Hưu, Xích Diệm Vương đã cứu ông, giờ là lúc để ông trả ơn, Hàn Hình lạnh lùng nói. Nhưng vừa dứt lời, Đồ Hưu đã xông thẳng tới, tựa như hổ dữ,
bóp cổ Hàn Hình rồi nhấc cả người hắn lên, sắc mặt đầy vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Hàn Hình với đôi mắt đỏ như máu, hét lên, trả ơn. Xích Diễm Vương biến tao thành bộ dạng ma quỷ như thế này còn muốn tao trả ơn ông ta sao? Về nói lại với Xích Diễm Vương là bản tướng không nghe lệnh bất kỳ ai cả. Tao sẽ tự mình bẻ cổ Tiêu Chính Văn, nhưng sau khi kết thúc chuyện đó, tao muốn thay thế vị trí vua Bắc Lương, nếu không tao sẽ giết Xích Diễm Vương. Nói xong, Đồ Hưu vung tay, ném Hàn Hình ra ngoài. Sau đó, ông ta sải bước ra khỏi đấu trường. Hàn Hình bò dậy, xoa cái cổ bị bóp tới đỏ như máu, ánh mắt đầy lửa giận. Sau đó, Hàn Hình lấy điện thoại ra, gọi cho Xích Diễm Vương, lo lắng nói, Vương, giờ Đồ Hưu quá mạnh, căn bản không khống chế được. Ông ta không chịu tiếp nhận mệnh lệnh từ bất kỳ ai cả. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Xích Diễm Vương trả lời, Hàn Hình, đừng nôn nóng, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch của bản Vương. Đồ Hưu không đủ để sợ. Nửa tiếng sau, Đồ Hưu mặc áo ba lỗ chiến đấu, khoác áo xanh quân đội bước ra khỏi sở nghiên cứu. Sau lưng ông ta là một tiểu đội 10 người mặc áo khoác đen, là những binh lính đã cải tạo đeo mặt nạ bảo hộ đen. Toàn bộ đều có sức mạnh chiến thần cấp 4 sao. Lực chiến này đủ để tiêu diệt một quốc gia nhỏ. Nhóm người Đồ Hưu thông qua thang máy đi thẳng lên tòa nhà văn phòng, sau đó ngồi xe quân đội chuyên dụng đỗ ở ngay cửa, rời khỏi sở nghiên cứu tới thẳng sân bay gần đó, tiến về phía Tu Hà. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 38.